Dạ, xin chào tất cả các anh chị em đã có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn nhà cung cấp PTP Phùng Thái đã cho Trang cái cơ hội lên để chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân trong cái quá trình mà Trang kinh doanh cái sản phẩm Econova Bucato. Không biết là cả nhà có nghe thấy Trang nói không nhỉ? Để Trang test cái đường truyền một chút. ok, cảm ơn mọi người. Rồi, Trang cũng xin giới thiệu một chút. Trang tên đầy đủ là Lê Huyền Trang. Năm nay Trang 41 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cái cơ duyên mà Trang đến Phú Thái ấy, đến với Phú Thái thì đó là cái nhu cầu của bản thân. Xuất phát từ cái nhu cầu của bản thân nghĩa là gì ạ? Thì mà mình đang sống giữa một cái trung tâm thành phố rất nhiều cái nguồn ô nhiễm, rất nhiều những cái độc hại vây quanh. Tuy nhiên là khi mà lúc nào trong 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 thâm tâm cũng muốn tìm những cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm sạch để mang đến cho người thân và gia đình sử dụng. Thì sau khi mà trước đây thì Trang cũng chưa biết đến Dropy thì cũng thì thường xuyên mua cái sản phẩm nước giặt nước xả ở bên ngoài thôi. Tuy nhiên là dùng thì cũng cứ dùng đúng không ạ, không thể biết được những thành phần của nó như thế nào, rồi là cái giá trị của nó mang lại như thế nào, hay là nó độc hại hay như thế nào đó đối với cơ thể thì mình cũng không thể nắm được hết. Không có thì đành phải dùng vậy đúng không ạ. Thế tuy nhiên mà may mắn đối với Trang là khi đã đến với Dropy rồi và còn bén duyên với cả cái sản phẩm Econova của Phú Thái thì Trang đã thực sự bị thuyết phục. Vì cái sản phẩm mà ra mắt vào hồi tháng 5 vào cái buổi thứ hai á, là Trang đã khi mà được nắm nắm qua về cái USP của sản phẩm thì Trang đã thấy nó là một cái sản phẩm mà chắc là một cái sản phẩm Trang đang tìm kiếm. Vì vậy mà Trang đã đặt ngay cho mình cái sản phẩm đó về để trải nghiệm. Và sau khi mà trải nghiệm sản phẩm rồi, sau khi cũng được xem mentor Lý Nguyễn làm một cái buổi sharing home hướng dẫn thì Trang cũng đã thấy là cái sản phẩm của Phú Thái nó thật là quá tuyệt vời luôn. Có thể là gì ạ, trên những cái bút sáp vạch lên trên cái tờ giấy trắng ấy, mà chỉ cần ngâm và vò nhẹ trong vòng khoảng 10-15 phút thôi là nó đã bay hết những bút sáp đó rồi. Còn chưa nói đến những cái dòng sản phẩm sau này nữa, là ra cái sản phẩm về của dầu tinh chất dầu dừa đúng không ạ, cái sản phẩm về nước rửa chén, thì cái sản phẩm đó thì cái mùi thơm lúc đầu Trang cảm nhận nó là mùi thơm thoang thoảng rất là dễ chịu. Nhưng mà đúng là chúng ta chỉ pha với lượng vừa phải thôi. Thế còn những nếu mà khi mà mở nắp ra thì đúng là có mùi nó hơi đậm đặc. Đó thì có những cái người mà người ta không hiểu rõ, thì hôm qua anh Thắng cũng đã giải thích là cái bản chất của cái mùi đậm đặc đó thì nó mới làm nên cái tác dụng cái giá trị của sản phẩm. Khi chúng ta mà tạo mùi quá thì nó sẽ làm cái giá trị của sản phẩm nó sẽ bị thay đổi đúng không ạ? Đó, tuy nhiên thì khi sử dụng thì thật sự là thấy là bát đũa thì sạch bong đúng không, không để lại một cái chút gì nhớt hoặc là cái mùi gì đó ở trong cái bát đũa của mình cả. Những cái sản phẩm mà mình đưa vào mồm mình ăn đó, thì đó là phải là những cái đảm bảo và an toàn. Thì Trang tin và Trang lựa chọn cái sản phẩm đó để Trang sử dụng cho bản thân mình. Cùng với cái giá trị mà cái sản phẩm đưa lại thì Trang đã gì ạ, lập tức phải lên danh sách khách hàng ngay. Vì những cái điều mà tuyệt vời như vậy mà mình không chia sẻ thì đúng là mình đang có lỗi với tất cả những người thân xung quanh của mình đúng không ạ. Mình là một người sell đi đúng không ạ, thế nhưng mà mình lại phải mang giá trị lan tỏa. Đúng rồi Quỳnh Hoa, mình phải lan giá trị lan tỏa, mình phải mang những cái tốt đẹp đó đến với tất cả mọi người thì cái quá trình sell của mình nó mới là cái sự thành công đó. Thì Trang cũng may mắn là nhờ với Econova Bucato mà Trang đã lên sao lên số ở với Dropy đó, thì là cũng rất cảm ơn nhà cung cấp Phú Thái đã cho Trang một cái sản phẩm đúng là sản phẩm vễu để mà Trang có thể tiếp cận được với khách hàng và khách hàng bị thuyết phục một cách thuyết phục luôn bởi cái sản phẩm đó mà mình đưa tới. Tuy nhiên với những người mà đi kinh doanh ấy, thì cái việc mà làm sao mà khi chúng ta nắm rõ được cái USP sản phẩm rồi đúng không ạ, thì chúng ta không thể làm sao mà chúng ta có thể bán được hàng, thì đó là kỹ năng nữa đúng không ạ. Thì ngoài cái kỹ năng ra thì chúng ta còn phải có một cái tệp khách hàng. Cái tệp khách hàng nó là một cái tài sản của cái người đi kinh doanh. Cũng giống như là chúng ta đi mời cưới đi, đúng không ạ? Thì có phải là chúng ta đều phải lên danh sách khách hàng không? Đúng đúng ạ, các nhà canh các chị. Chúng ta đều phải lên danh sách khách hàng. Thì cái việc đi kinh doanh cũng vậy. Chúng ta phải có một cái tệp khách hàng. Có bao nhiêu từ khách hàng như thế nào đúng không ạ? Từ cấp 1 ra sao, cấp 2 ra sao, cấp 3 ra sao đúng không ạ? Trong cái quá trình chúng ta làm ra sao, lại học ra sao thì chúng ta phải gom vào một cái nhóm. Sau đó thì chúng ta phải thường xuyên tương tác và những cái mối quan hệ lạnh thì chúng ta phải làm cho nó ấm lên đúng không ạ? Ngoài những mối quan hệ nóng rồi thì chúng ta phải quan tâm những mối quan hệ lạnh và ấm đúng không ạ? Chúng ta thường xuyên tương tác để biến nó thành nóng thì chúng ta mới dễ bán hàng và dễ lan tỏa những cái giá trị khác của Dropy nữa. Đó thì cái việc mà lên danh sách khách hàng đối với một người đi kinh doanh thì rất là quan trọng.
Ngay khi mà sau khi mà trải nghiệm sản phẩm đó xong thì Trang đã lập tức lên danh sách khách hàng và Trang đã bốc máy và gọi điện cho tất cả mọi người, gọi điện nhắn tin cho tất cả mọi người. Thì mình cứ xác định đi là mình đi kinh doanh là cái tỷ lệ mà từ chối chắc chắn là sẽ có, đúng không ạ? Nếu mà mình chia sẻ mọi người đồng ý ngay thì nó lại quá đơn giản. Thế nên là cái việc mà kinh doanh trên những lời từ chối thì đấy là một cái mới gọi là cái mình lớn lên từng ngày, mình trưởng thành từng ngày. Cái đó là một cái rất là bình thường đối với những người mà đã đi làm sale. Thì Trang đã chuẩn bị luôn tâm thế với những cái lời từ chối rồi. Nhưng tuy nhiên là gì ạ? 10%. Trang vẫn lựa chọn 10%, chiến thắng, đúng không ạ? Kể cả hôm nay Trang có 10% của cái tỷ lệ đó thôi, Trang cũng đã rất mừng rồi. Một ngày Trang có 10 đơn thì Trang đã quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đó, thì là mình chúng ta cứ lên danh sách khách hàng 100 người thì kiểu gì chúng ta sẽ chốt được 10 người. Đó, thì ngoài những cái tệp khách hàng của mình á, thì mình cũng phải hiểu được là cái sản phẩm của Econova là nói riêng và sản phẩm của Dropy nói chung thì là những cái sản phẩm và so với bên ngoài thị trường thì nó không phải là cái dạng gọi là rẻ, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì giá thành nó sẽ đi đôi với cái chất lượng sản phẩm thôi. Đó, cái cách mà mình sẽ đưa tới khách hàng như thế nào để người ta có thể chấp thuận được cái sản phẩm mình đưa tới hay không thì phải là do cái cách mà mình có thể là làm sao để mình bán được cái sản phẩm đó, đưa cái sản phẩm đó được đến với người tiêu dùng. Thì cái cách của Trang thì cũng Trang cũng được học của tất cả những cái người đi trước. Đó là gì ạ? Thứ nhất là với cái sản phẩm như vậy, với một cái chai nước giặt và nước rửa bát nó có cái giá thành là mà cái chai nước giặt to là 383.000, đúng không ạ? Chai 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 nhỏ thì là 182.000 hay là gì đó, hay là 28.000, Trang nhớ không nhầm. Còn một cái chai nước rửa bát thì là 183.000, chai nước rửa chén. Thì với những cái sản phẩm đó thì bao giờ mình cũng phải nhớ đến cái nhất là UFP của sản phẩm là gì ạ? Đã thuần thiên nhiên rồi này. Thứ hai nữa là gì? Công nghệ khóa bọt kép này, rồi là gì ạ? Không tạo quá nhiều bọt, không gây tốn nước này, rồi không hại da tay này. Đó, rồi là sử dụng thì mang lại giá trị tiết kiệm nước này, rồi không hại da tay, sau đó là gì ạ? Rồi chúng ta sẽ bảo vệ được môi trường, đúng không ạ? Bảo vệ chính cái sức khỏe của những người mà trực tiếp sử dụng. Bản thân là gì? Khi chúng ta đã nắm rõ được sản phẩm rồi thì chúng ta đi lan tỏa, thì khi mà khách họ chơi đắt ấy, thì chúng ta có thể dùng biện pháp chia nhỏ giá thành sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta có thể là chia nhỏ cái giá tiền đó cho cái số lượng ở trong cái dung tích của cái chai đó, và chúng ta chia nhỏ theo từng ngày nữa, chia nhỏ theo từng lần sử dụng nữa, đúng không ạ? Thì nó đâu có đắt, đúng không ạ? Cái giá trị nó mang lại với cái sản phẩm tuyệt vời như vậy thì nó lại không hề đắt. Đó là cái cách mà Trang đã sell và đã đưa cái sản phẩm đó đối với những người mà Trang đã đưa cái sản phẩm đó với khách hàng. Thì mọi người thì sau khi mà có nhận được cái hàng á, thì sau quá trình dùng thì mọi người có cái phản hồi rất là tốt, lại còn cũng nói luôn là thế em ơi, bao giờ mà có khuyến mại ấy, thì nhớ nhắc chị nhé, thì để chị còn lấy thêm, hoặc là chị sẽ lấy thêm cho bạn chị nữa. Đấy là những cái tín hiệu rất là mừng khi mà Trang nhận được cái phản hồi của tốt như vậy từ khách hàng. Và mình là một người sale, đúng không ạ? Ngoài cái mà về chất lượng sản phẩm thì còn uy tín của bản thân nữa, thì đâm ra là gì ạ? Mình sẽ chọn những cái sản phẩm mà tốt đưa đến cho khách hàng, mang lại cái giá trị thực sự cho khách hàng. Đó, thì cái tệp khách hàng mà Trang nhắm tới thì bao giờ cũng là những người gì ạ? Những cái người mà người ta thì phải có cái sự quan tâm đối với sức khỏe của bản thân và gia đình. Trang không thể mời một cái chị mà không quan tâm, hoặc là một cái anh mà không quan tâm, hoặc là suốt ngày nhậu nhẹt, đúng không ạ? Không quan tâm đến sức khỏe của gia đình mà Trang lại mời cái sản phẩm đó thì mọi người người ta sẽ bỏ qua những cái lời Trang nói. Chỉ khi gì ạ? Ta nắm được cái sự quan tâm của họ là gì, họ đang rất quan tâm đến sức khỏe, đang rất quan tâm đến những cái sản phẩm họ dùng là có bảo vệ được môi trường, hoặc là bảo vệ được cái sức khỏe của họ từ cái sản phẩm đó không, thì là ngoài cái việc mà mình nói về chia sẻ USP sản phẩm thì mình còn phải nhắm đến được gì ạ? Nhắm đến được cái đối tượng khách hàng mình cần chia sẻ nữa. Đó, mình cũng phải vẽ được cái chân dung khách hàng đó. Họ phải là người thế nào này, kinh tế và thu nhập của họ cũng phải là một cái tầm gọi là tương đối, đúng không ạ? Chúng ta cũng không thể là thu nhập 5-6 triệu một tháng mà mình đưa cái sản phẩm này tiếp cận được thì nó cũng rất là khó. Đó, cái tệp khách hàng của cái sản phẩm thì nó cũng phải có cái thu nhập tương đối trên cái tầm trung bình một chút. Đó, thì Trang thì có thể là ở cái môi trường là đang sinh sống ở cái trung tâm thành phố, thì cái việc mà đưa cái sản phẩm này đến với mọi người thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Thế tuy nhiên cũng không hẳn là với những cái nơi mà tỉnh thành khác, hoặc là những cái nơi khác mà những cái vùng khác mà mọi người sẽ không kinh doanh được, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có những cái cách để đưa cái sản phẩm đó đối với mọi người, chỉ cần để chúng ta vẽ được đúng chân dung khách hàng, và chúng ta gì biết cách gì chia nhỏ giá thành sản phẩm. Vì cái cách mà mỗi lần, ví dụ mỗi ngày chúng ta bỏ ra 3.000 chẳng hạn, 5.000 chẳng hạn,
đó thì chúng ta sẽ mang lại được cái giá trị của sản phẩm và mang lại được cái lợi ích của sản phẩm đến với cái sức khỏe của chúng ta. Chúng ta lại không mất công gì ạ, phải mua cái thuốc bôi da để bôi da tay để dưỡng da, đúng không ạ? Đó, chúng ta không bị hít phải những cái hóa chất hàng ngày độc hại, thì đó là cái mà cái sản phẩm mang lại, thì chúng ta cũng nên nói khi mà chia sẻ với khách hàng đó. Thì rồi ok, đó là những cái mà Trang đã chia sẻ một chút của Trang thôi, khi mà Trang đã liên hệ với khách hàng và có những cái quá trình bán hàng của mình đó. Thì cũng mong là qua cái sự chia sẻ của Trang thì mọi người sẽ có những cái kinh nghiệm nho nhỏ khi mà tiếp cận khách hàng với những cái sản phẩm mà thuần thiên nhiên của Ecunova Bucato từ nhà Phú Thái. Đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, và cũng theo đáng quan chia sẻ là có thể sẽ ra được những cái chiến lược sắp tới là sẽ ra những cái sản phẩm mà về nước ngâm rau củ quả, đúng không ạ? Đó thì cũng là rất là hữu ích đối với mỗi gia đình. Đó thì là rất mong mọi người là sẽ chọn cái sản phẩm Ecunova Bucato là cái sản phẩm phễu, để chúng ta có thể gì cái những cái sản phẩm này nó tái sử dụng một cách rất là nhanh. Ai cũng phải giặt giũ, ai cũng phải rửa bát, thế đâm ra là những cái sản phẩm như vậy và cái phần mình chọn là sản phẩm phễu thì rất là một cái lợi thế của mình trong trong cái quá trình kinh doanh của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Mình xin nhờ lại mic cho em xin Lan Anh. Rồi, mọi người thấy sao, thấy thế nào ạ? Qua 10 phút chia sẻ của chị Trang á, mọi người thấy thế nào anh chị? Có thấy là hay không ạ? Nếu mà hay thì hãy cho chị Trang một cái tràng pháo bông, pháo tim anh chị nha. Có giúp được gì cho anh chị không ạ? Hãy cho chị Trang, đây là bởi mà đố các anh chị biết là trên khuôn mặt của em thì Trang có điểm gì giống nhau. Tép mắt chút xíu nha, đố anh chị em biết. Không biết là có điểm gì giống nhau đó, anh chị phát hiện ra. Và qua cái phần chia sẻ của chị Trang thì em thấy rằng là em con được một cái là sao? Ôi, ai phát hiện giỏi dữ vậy. Đúng rồi, thôi mentor đúng rồi. Cái sự con mắt của mentor nó khác anh chị ạ. Nhìn một cái là thấy luôn. Hèn chi mà gọi là đọc vị được luôn khách hàng. Đấy các anh chị ạ, chúng ta sẽ chuẩn bị gặp một cái vị mentor mà nhìn một cái là phát hiện ra được điểm nào khác nhau để đánh đúng cái tâm lý của khách hàng anh chị ạ. Thì ở đây này, các anh chị em có ai muốn mình nhận được cái chìa khóa để mở két sắt của khách hàng không ạ? Các anh chị em có ai muốn muốn nhận được cái chìa khóa vận năng để bất cứ một cái két sắt nào cũng phải mở ra cho các anh chị không ạ? Nếu mà có thì nhắn chữ có nhé, để chúng ta chuẩn bị đi tìm. Rồi đúng rồi đó, rất là nhiều người muốn đúng không ạ? Em cũng muốn muốn dữ lắm, cho nên là chuẩn bị mọi người nghe đây ạ. Có một người chuẩn bị đem đến cái chìa khóa vận năng cho các anh chị. Chuẩn bị đem đến cái chìa khóa vận năng cho các anh chị nhé. Các anh chị phải thả thật nhiều bao nhiêu tim để cái người mang chìa khóa đấy nó chuẩn nhất, chìa khóa nào mà đánh mà mở cái két nào là trúng két đấy, được không ạ? Các anh chị hãy thả nhiều bông nhiều tim. Em sẽ giới thiệu lên đây một vị mentor mà hồi nãy em có nói, đó là chiến thần thực chiến các anh chị ạ. Khi mà mình học kiến thức rồi nhưng mà mình vẫn chưa biết tiếp cận khách hàng như nào, mình gặp khách hàng mình chưa biết biết mở mở miệng như thế nào. Từng khách hàng khác nhau, mình có cách mở miệng ra khác nhau. Đó thì sau đó là khi mở người ta mở cửa rồi thì mình sẽ tìm đến cái két sắt, đúng không ạ? Do vậy mà các chị thả thật nhiều bông nhiều tim để cái vị mentor này đem đến cho chúng ta một cái chìa khóa chính xác nhất nhé các anh chị nhé. Và để không mất thời gian của các anh chị nữa, em xin mời một vị mentor xuất sắc, mentor 6 sao, người mà Lan Anh rất là ngưỡng mộ, không chỉ là kiến thức sâu mà lại còn rất xinh đẹp và thực chiến rất là giỏi các anh chị. Có nhiều người thì họ chỉ có cái gọi là cái kiến thức mà ở gọi là lý thuyết thôi, nhưng với vị mentor này là vừa có kiến thức mà lại vừa có thực tế anh chị ạ. Cho nên là mình rất là may mắn khi mà Phú Thái được mời được vị mentor này lên, mentor 6 sao đi lên từ cái thực chiến các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì em xin mời lên đây vị mentor 6 sao, một chiến binh rất là xuất sắc của Green Tây Nguyên, mentor Hải Vân ạ. Em xin mời mentor Hải Vân nhé. Rất là cảm ơn chị Lan Anh, buổi trưa ngày hôm nay đã có một cái phần mà chuẩn bị các anh chị, để mà mình có được một cái phần MC
gọi là MC mà ngồi thì cũng cảm thấy hồi hộp các anh chị ha. Và rất là cảm ơn chị Trang Lê buổi trưa ngày hôm nay chia sẻ cái của chị hay quá. Nói chung là khá là thực chiến luôn và em thích như thế. Bởi vì là khá sát. Thông thường thì đây là một trong những cái suy nghĩ về cái cảm nhận của em. Có nghĩa là lúc đầu khi mà mình bắt đầu hoạt động về một cái lĩnh vực bán hàng nào đó thì thực ra là mình cũng chẳng có một cái kiến thức gì hết. Nhưng mà thông qua những cái câu chuyện và những cái người chị, những cái người anh đi trước và hoặc là họ đã có một số cái kinh nghiệm gì đó họ kể thì mình đã học được một số cái gọi là cái thần thái của họ như vậy. Thì chính vì như vậy thì cũng mới gọi là mới có em của ngày hôm nay các anh chị. Chứ thực ra là thời gian đầu khi mà em bắt đầu tiếp cận về bán hàng chưa biết một cái kỹ năng gì hết. Thậm chí mà gặp khách hàng là còn run các anh chị, là đầu gối thì đánh lô tô các anh chị nha. Mồm thì là hai hàm mà đánh vào nhau. Hai hàm nó cứ lắp ba lắp bắp. Người ta bảo là lạnh hay sao mà răng em kêu thế. Đúng không ạ? Đấy. Không biết là anh chị ở đây khi gặp khách hàng là có bị hai cái mồm mà răng cái đánh lắp ba lắp bắp không? Răng nó kêu cục cục không các anh chị? Đầu gối mà nó đánh mà kêu mà rung mà cái tay giữ cái đầu gối mà giữ không được các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị là như thế không? Chứ em là như thế đó các anh chị. Nhưng mà mình cần phải cho mình bản thân của mình và do vào trong đó các anh chị. Cho mình đó là gì sự trải nghiệm các anh chị. Cho mình một cái sự phát triển các anh chị. Thì chính vì như vậy thì mình sẽ vượt qua. Và cái lúc đó thì trong cái quá trình mà các anh chị bắt đầu đi bán hàng cho khách hàng á, thì chắc chắn là các anh chị cũng chưa biết rằng là các anh chị sẽ nhìn vào cái tâm thái của họ như thế nào đâu. Cứ theo một cái quan điểm đó là gì, nghe được cái sản phẩm đó nó hay ho quá chỉ có tuôn ra thôi, được không ạ? Chỉ có tuôn ra thôi, nói và không biết được rằng là khách hàng họ đang muốn mong muốn điều gì, đang nghĩ cái gì, và mình nhìn vào ánh mắt, nhìn vào cử chỉ, nhìn vào cái ngữ điệu của khách để mà mình đoán được khách thực ra là không thể nào có được cái kỹ năng đó các anh chị. Tuy nhiên mà các anh chị cứ duy trì đi ạ, các anh chị cứ bán hàng đi ạ, các anh chị cứ chia sẻ đi ạ, chắc chắn là sau này các anh chị sẽ nhìn thấy được cái điều đó. Chỉ cần là người ta thở thôi là mình cũng biết được các anh chị, được không ạ? Người ta cầm cái điện thoại thôi, cái lúc mà mình đang ngồi nói chuyện thôi, mình đang tư vấn mà người ta cầm cái điện thoại thôi, người ta đang bấm vào trong đó, thực ra người ta chẳng có bấm cái gì hết các anh chị. Người ta vẫn đang lắng nghe mình hết các anh chị. Nhưng mà lúc đó là vẫn có thể tỷ lệ cao vẫn chốt. Nhưng mà có nhiều anh chị đó là gì, có nhiều anh chị thấy người ta cầm điện thoại không có tập trung, cái tự nhiên mình cũng cũng bị mình cũng bị hồi hộp, xong cái mình bị khớp, xong rồi mình cũng không có chia sẻ được nữa. Là không biết là có anh chị nào đang ở trong một cái tình trạng như thế này. Ngày trước em bị các anh chị, có nghĩa là lúc mà mình nói là người ta kiểu là người ta không có để ý, người ta không có quan tâm, kiểu người ta không có quan tâm mình đó các anh chị. Đấy thì em bị những cái tình trạng đó rồi, có đó. Đấy. Khi mà người ta là dạng giống như là thờ ơ mà lơ đãng với mình là coi như là mình cũng khớp rồi các anh chị, tự nhiên sao mình lời nói của mình nó vô bổ vậy ta, xong người ta không có nghe ta, rồi mình chia sẻ cái sản phẩm nó tới cái đoạn đó xong cái mình không biết nói cái gì nữa cả. Nói tới là đúng quá trời luôn, tại vì em đã từng như thế rồi, nên là ngày hôm nay là chia sẻ cho các anh chị để các anh chị có thể là gì, khi mà các anh chị chỉ nhìn nhìn cử điệu khách hàng thôi. Có rất là nhiều cái khách hàng theo cái phong thái của họ đó là cầm điện thoại. Có nhiều người thì bấm thật. Nhưng có nhiều người đó là gì? Cầm lướt 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 lướt. Tai của họ vẫn đang nghe các anh chị. Được không ạ? Thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm sao để mà có thể là gì? Kêu họ về ngược lại chủ đề của mình các anh chị nha. Kêu họ giống như là họ đang đi dạo ở đâu đó thì kêu họ về. Thì chắc chắn là lúc đó là tỷ lệ các anh chị sẽ chốt rất là cao. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vui được đồng hành với tất cả các anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì có bao nhiêu anh chị là hiện tại là mình đã tham gia cái buổi đầu tiên, là một trong những cái buổi mà lựa chọn sản phẩm phễu, thì là một trong những cái buổi sẽ quyết định cho sự thành công của các anh chị, thì các anh chị có thể comment số 1 giúp cho em, được không ạ? Còn anh chị nào mà lần đầu tiên tham gia buổi Zoom này thì comment số 0 giúp cho em để em xem thử rằng các anh chị có theo sát hay không, hay là dung nào các anh chị cũng đi, dung nào cũng đi một chút, dung nào cũng đi một chút, như vậy thì các anh chị sẽ không biết được rằng là mình sẽ bắt đầu như thế nào, được không ạ? Cần phải có một cái lộ trình cho các anh chị. Như vậy thì ở nhà BDB Phú Thái, BDB Phú Thái đã lên một cái lịch trình, được không ạ? Lên một cái lịch trình để cho các anh chị có thể theo và các anh chị có được cái những cái kỹ năng đó. Và vẫn thấy số không cũng nhiều, là chắc là khả năng là ngày hôm qua các anh chị đang có một số phần dung nào đó.
nên là các anh chị bỏ lỡ một cái buổi một rồi. Thì Vân hy vọng rằng là những cái buổi sau á, các anh chị nắm lịch nha. Các anh chị có thể là vào trong app, được không ạ? Các anh chị vào trong app thì các anh chị cũng sẽ nhìn thấy được cái lịch trình này của nhà BDB Phú Thái. Các anh chị chỉ cần gõ BDB Phú Thái thôi thì nó sẽ hiện lên cái lịch đào tạo, và các anh chị nhìn vào trong đó là các anh chị sẽ nhìn thấy được cái lịch đào tạo và các anh chị theo dõi. Đến ngày giờ đó là mình không cần mentor mình nhắc nữa, được không ạ? Là mình chỉ cần join vào trong đó để mình học, đúng không ạ? Như vậy thì cái buổi đầu tiên á, là nó sẽ có cái chương trình lựa chọn sản phẩm phễu. Cái buổi thứ hai đó là gì? Chìa khóa vạn năng chinh phục mọi khách hàng. Và cái buổi thứ ba đó là đọc vị khách hàng khi bị từ chối, các anh chị. Và cái buổi thứ ba này nó sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8. Bởi vì sao nó diễn ra vào ngày 15 tháng 8, các anh chị? Hầu như tất cả các mentor đi đâu, các anh chị? Hầu như tất cả các mentor đi đâu, các anh chị biết không? Comment trên này dưới cho em với. Và Vân hy vọng được rằng là sau năm sau thì các anh chị cũng sẽ là một trong những cái người đến những cái khoảng thời điểm này thì các anh chị cũng sẽ là đồng hành cùng với mentor của mình đi nghỉ mát, đúng không? Đi nghỉ dưỡng, xong sau đó là gì? Đi phục hồi sức khỏe các anh chị, để quay ngược về lại đó là gì? Chinh chiến sau một cái mùa 90 ngày tác chiến, đúng không các anh chị? Đấy. Và Vân hy vọng được rằng là 173 anh chị ở đây thì năm sau chúng ta cùng có mặt đồng hành với các anh chị mentor, và chúng ta cùng đi du lịch với nhau, chúng ta ôm nhau, đúng không ạ? Chúng ta ôm nhau nhưng mà không có hôn nhau các anh chị nha, mình ôm nhau thôi. Còn hôn nhau á thì là cùng hôn nhau á thì mình sẽ gặp chồng mình hoặc là vợ mình hoặc là người yêu của mình, chứ còn mà hôn nhau như vậy là không được rồi đó, chỉ có ôm nhau thôi, bắt những cái tay thân mật, đúng không ạ? Rồi. Và buổi thứ ba là đọc vị khách hàng, và buổi thứ tư đó là xây dựng thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Và cái buổi thứ năm đó là xây dựng kênh TikTok, và cái buổi thứ sáu đó là bí quyết tạo nên kênh TikTok triệu view, được chưa các anh chị? Anh Thắng có gửi trên này rồi thì các anh chị có thể là gì, join vào và mình có thể là tham khảo những cái lịch học này các anh chị nha. Đó, ok các anh chị. Vậy thì buổi ngày hôm nay thì Vân rất là vui chia sẻ các anh chị về vẽ chân dung khách hàng, và khi mà mình vẽ chân dung khách hàng xong rồi á, thì mình sẽ là gì, nhận dạng khách hàng đó như thế nào, được không ạ? Thì chắc là Vân cũng xin phép được share cái slide trong buổi trưa ngày hôm nay. À quên mất, không biết là có anh chị nào biết đến em chưa? Em mãi vô em nói chuyện với, em mãi mê với cái sản phẩm là Phú Thái quá các anh chị, nên quên luôn cái giới thiệu bản thân rồi. Không biết là có anh chị nào có biết em chưa? Nếu như chưa biết comment số 0 nha. Còn biết là comment số 5. Anh Thắng không có cười em như vậy gì chưa? Chưa, thông thường là em cũng hay đùa đùa, nên là trong cái quá trình mà em đùa mình hơi lố, các anh chị bỏ qua giùm em với nha. Tại vì em phải đùa để các anh chị tỉnh, chứ không có là em sắp sửa là em ru các anh chị vào giấc mộng rồi đó. Có khả năng là các anh chị sẽ đi xuống đèo, đi lên đèo, được không ạ? Và ngủ rất là say. Thậm chí có nhiều anh chị mở dung mà tắt cam xong rồi cứ nghe bà Vân ru ri rủ rỉ, cái là đi lo đi ngủ các anh chị, và nhiều số không chưa biết đến em luôn, chết mất. Rồi, chắc là em cũng xin phép được chị giới thiệu bản thân mình nhanh thôi. Em họ tên đầy đủ là Trần Thị Hải Vân, và hiện tại thì Vân đang sinh sống và làm việc tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Là một trong những cái thành phố mà đầy nắng và gió các anh chị. Và quanh năm suốt tháng đó là gì? Quanh năm suốt tháng đó là đất rất là mến người. Mùa mưa thì đất cũng rất là mến các anh chị. Đi dép mà giờ dính vào đất đó là nó giữ luôn, nó giữ luôn cái đôi dép luôn. Còn mùa nắng thì là bụi nó sẽ còn bám vào trong người các anh chị. Đấy, nên là đất rất là mến người. Đúng không ạ? Anh chị nào ở cái khu vực mà gọi là 81 ấy, thì comment chữ 81 giùm cho em vậy. Ở cái khu vực của em, ở khu vực Gia Lai. Có chị Trần Mỹ Dung là đồ ăn cực ngon đúng không? Hồ Chí Minh mà đi comment là đồ ăn cực ngon ở Gia Lai các anh chị, 81. Rồi thì chắc là em xin phép share màn hình nhé, để mà đồng hành cùng với các anh chị, giới thiệu ngắn gọn vậy thôi chứ giới thiệu nhiều quá rồi các anh chị lại ao dung hết. Không biết là các anh chị đã nhìn thấy cái màn hình của em chưa? Nếu như mà nhìn thấy rồi đó, thì comment là chữ thấy như này giùm em với nha. Ngày xưa có chị Hiếu Vũ là ở Chư Xê cách Pleiku là 40 cây hả? Rồi ok các anh chị. Đây. Thực ra là trong cái quá trình mà các anh chị đi bán hàng á, các anh chị sẽ gặp rất là nhiều đối tượng khách hàng. Già trẻ lớn bé kiểu gì cũng gặp các anh chị. Và đặc biệt đó là khi mà các anh chị hợp đồng gọi là hợp tác kinh doanh cùng với Robby, thì các anh chị sở hữu khá nhiều sản phẩm cho rất rất là nhiều cái khách hàng. Và chính vì như vậy thì người già thì mình có sản phẩm của người già để mình bán, đúng không? Người trẻ thì mình có sản phẩm của người trẻ, đúng không ạ? Còn người mà trung niên á thì là mình sẽ có cái sản phẩm của người trung niên.
Nhưng mà cho phép em hỏi đó là gì? Cái tỷ lệ mà các anh chị có thể chốt sản phẩm cho một cái khách hàng thì các anh chị sẽ thấy được rằng là ở độ tuổi già, trẻ hay là trung niên. Tỷ lệ mà các anh chị chia sẻ, các anh chị tư vấn và các anh chị có thể chốt đơn cao nhất là ở đâu ạ? Trung niên đúng không? Trần Lệ Thủy, trung niên. Thế tại sao mà các anh chị lại biết là trung niên là họ cần lại có nhu cầu đưa ra cái quyết định là mua sản phẩm mà tỷ lệ nó lại cao như thế các anh chị? Các anh chị có biết tại sao không? Tại sao là họ có thể là đưa ra cái quyết định mà họ mua hàng nhanh chóng, gọn lẹ các anh chị? Chính xác ạ. Họ có tài chính. Họ có tài chính các anh chị. Nhưng mà họ đang, thực ra là họ đang có nhu cầu rất là nhiều. Nhưng mà họ không biết được rằng là cái sản phẩm đó nó ở đâu, nó như thế nào, nó ra làm sao, và ai là người tư vấn cho họ các anh chị. Nên chính vì như vậy thì bản thân của họ đang có nhu cầu cực cao. Nhưng mà do là gì? Ở đây có một số các anh chị nói rằng là các anh chị không bán được hàng. Thì thông thường đó là các anh chị đa phần sẽ suy nghĩ dùm cho khách hàng. Được không ạ? Ở đây có những anh chị nào hình dung và mình suy nghĩ rằng là chắc bà đó, bà không có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm là Relix YC đâu. Bởi vì là cái Relix YC nó có nhu cầu, nó khác nhau lắm các anh chị. Cái da mà bị nám thì người ta có nhu cầu để dùng mà hỗ trợ nám, đúng không? Còn cái người mà bị gan thì người ta có nhu cầu để dùng để hỗ trợ gan. Còn cái người mà gọi là cái da người ta thường hay bị vấn đề là viêm da, đúng không? Hay là bị dị ứng, thì đó là do là một trong những cái nguyên nhân đó là vì gan của người ta có vấn đề và người ta cũng thiếu vitamin C luôn. Đôi khi là mình cũng không biết được đó các anh chị. Đúng không ạ? Nên chính vì như vậy thì các anh chị cần phải vẽ chân dung cho thật chính xác đối với những cái đối tượng khách hàng và vẽ đúng cái nhu cầu của khách hàng luôn anh chị, để mà mình có thể là gì, biết để mà mình tư vấn cho khách hàng. Vậy thì vẽ chân dung khách hàng thì nó có bao nhiêu cái chân dung của khách hàng đấy, thì chắc là Vân cũng sẽ chia sẻ cùng với các anh chị đó là gì, là chúng ta sẽ trước khi mà mình bắt đầu mình bước vào cái việc mà mình sẽ xác định bao nhiêu cái chân dung của khách hàng, thì đầu tiên là các anh chị cũng sẽ là một trong những cái người nhận dạng khách hàng, được không ạ? Nhận dạng khách hàng đã, không có nhận dạng khách hàng không bán được đâu. Nhận dạng ở đây á, theo các anh chị thì các anh chị sẽ suy nghĩ được rằng là nhận dạng thì phải nhận dạng như thế nào không ạ? Có chị Đào Thị Thu Dung, da bị nám, mình đang muốn sử dụng sản phẩm, mình đang mình thì mình dùng sản phẩm gì, em đang muốn trải nghiệm trên bản thân mình đã ạ. Ok chị, tí nữa em sẽ giải đáp cái phần này cho chị luôn. Với cái sản phẩm Relix YC thì mình đã dùng được rồi nha. Ở đây thì Vân sẽ hỏi các anh chị đó là nhận dạng khách hàng. Thì theo các anh chị thì làm sao mà mình có thể nhận dạng được khách hàng các anh chị? Dựa vào đâu mà các anh chị có thể nhận dạng được khách hàng các anh chị? Vừa học vừa hỏi các anh chị để các anh chị không có buồn ngủ nha. Các anh chị nào biết được nè? Họ có nhu cầu về da hay sức khỏe? Đó là nhận dạng khách hàng. Thế thì cái lúc mà mình không có hỏi thì làm sao mà mình có thể nhận dạng được đấy? Bởi vì cái lúc này đó, nếu như mà các anh chị xác định được, đúng rồi, bác sĩ Dương Lễ là bảo là tâm sự và giao lưu thì mới ra nhận dạng ra được cái khách hàng các anh chị nha. Chứ không phải là mình bán hàng là mình áp tải vô là mình nói về cái sản phẩm của mình được đâu các anh chị, không có. Nếu như mà anh chị nào đang 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 sử dụng cái phương pháp đó thì nó không đúng các anh chị, và khả năng tỷ lệ bán hàng của các anh chị đó là gì, anh chị nói 10 người là sẽ fail 10 người và sẽ không bán được cho ai các anh chị. Đúng rồi, trò chuyện nói chuyện nữa các anh chị, giống như lúc lúc nào cũng sẽ có cái câu đó là bạn bàn và bán đó các anh chị, lúc nào cũng sẽ đi, và các anh chị chỉ cần ghi nhớ như thế thôi là các anh chị sẽ làm được. Đừng có cấp tốc quá. Cấp tốc quá thì các anh chị sẽ không có khách hàng đâu, đúng không nào? Rồi cái thứ hai đó là gì, sau khi mà các anh chị nhận dạng được khách hàng rồi thì các anh chị hãy xác định cá tính, được không ạ? Xác định cá tính của cái từng khách hàng đó luôn các anh chị. Giống như là bây giờ chẳng hạn đi, nếu như mà là em, các anh chị thông qua cái cách mà ngày hôm nay em nói chuyện với các anh chị thì các anh chị biết được rằng là cái cá tính của em như thế nào, là một người rất là thích vui vẻ đúng không, hòa đồng đúng không nè. Đó, như vậy thì cái cách để mà các anh chị có thể là cái cách để mà các anh chị xác định được cái cá tính của em để mà các anh chị đi vào về cái việc mà các anh chị bán hàng được á, thì các anh chị sẽ là gì, vui vẻ hơn, cởi mở hơn cùng với em đúng không nào, đồng hành cùng với em đúng không ạ? Và em là một trong những cái người đó là gì, rất là thích bắt chuyện,
Đó là cá tính của cái đó là một trong những cái cá tính. Còn cái người nào mà gọi là cái người mà người ta kiểu dạng rụt rè, các anh chị rụt rè thì các anh chị chỉ cần ân cần thôi, nói từ từ chậm rãi thôi, chứ không có phải là vồ vập gì lắm các anh chị ha. Rồi sau đó khi mà các anh chị xác định được cái cá tính của khách hàng rồi thì các anh chị sẽ là biết cách để các anh chị ứng xử với từng cái cá tính của cái khách hàng đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi qua có bao nhiêu cái nhận dạng của khách hàng các anh chị nha. Thì ở đây á, thì sẽ có là ở đây thì sẽ có là 11 dạng khách hàng. Sẽ có 11 dạng khách hàng các anh chị. Và 11 dạng khách hàng này thì cái thái độ của các anh chị sẽ như thế nào đối với họ các anh chị? Có bao nhiêu anh chị đã trải qua được gọi là những cái gọi là nhận dạng khách hàng các anh chị, có bao nhiêu các anh chị đã đi qua là khách hàng khó tính, đúng không ạ? Khách hàng khó tính này, khách hàng trầm tư này, rồi khách hàng sao ạ? Khách hàng đó là không có dễ gì mà ra quyết đoán các anh chị, rồi khách hàng thì sợ các anh chị, nghe xong sau đó cũng sợ các anh chị. Bao nhiêu anh chị đã trải qua được những cái khách hàng đó rồi thì có thể comment. Chị Lan Anh này bảo rằng có khách hàng keo kỳ. Keo kỳ cũng nhiều các anh chị. Họ đa phần đó là họ cũng nghĩ cho gia đình nhiều, xong sau đó là họ có thể là nghĩ về vật chất nhiều hơn, ví dụ như họ có thể để tiền để họ mua xe được, họ có thể để tiền để họ mua nhà được, họ có thể để tiền để họ mua đất được. Nhưng mà khi mà các anh chị tư vấn cái chai sản phẩm là dinh dưỡng để bổ sung cái sức khỏe, hoặc là nội tiết tố, hoặc là một số cái sản phẩm mà ví dụ như là tóc thì rụng muốn hói cái đầu luôn. Nhưng mà khi mà tư vấn cái bộ sản phẩm là dầu gội đúng các anh chị, dầu gội Alpha Farm để mà hỗ trợ phục hồi cái vấn đề rụng tóc, sau khi mà bắt đầu tra khảo hỏi giá xong thì không dám quyết định các anh chị, không dám dám quyết định mua luôn các anh chị. Nhưng mà có khi là một bộ còng, gọi là một bộ còng xi men các anh chị, một bộ còng xi men mà tầm cỡ khoảng là 10 chiếc, rút tiền ra mua cái rẹt các anh chị, một cái bộ vàng trắng mà đeo trên cổ là có khả năng đó là gì cũng rút tiền ra mua cái rẹt các anh chị. Nhưng mà nội tiết tố mà giờ giống như là đang khô hạn, đang khô như ngói, trồng sờ vô cũng không được các anh chị, mà bảo mua là có 300 mấy thôi cũng đắn đo, tiết lên tiết xuống anh chị. Các anh chị gặp không? Gặp nhiều lắm, gặp cực nhiều luôn. Nhưng mà làm sao để mình có thể nói chuyện được với khách hàng này các anh chị, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng chi tiết các anh chị, từng chi tiết của từng khách hàng luôn các anh chị, đúng không ạ? Vậy thì cái khách hàng đầu tiên các anh chị gặp là các anh chị sẽ gặp một trong những cái khách hàng trầm tư, đúng không ạ? Với cái khách hàng trầm tư này á, thì trong cái quá trình mà các anh chị chia sẻ cho họ này, thì họ sẽ là một trong những cái người rất là ít nói, đúng không ạ? Rất là ít nói, và đa phần đó là vì họ chăm chú họ lắng nghe nhiều hơn, đúng không ạ? Họ chăm chú họ lắng nghe nhiều hơn, và cả các cái hành động, các cái cử chỉ của họ, tất cả mọi thứ nó đều chậm rãi các anh chị, đúng không ạ? Khi mà các anh chị nói thì đa phần là họ sẽ lắng nghe, xong sau đôi khi đó là gì, đôi khi là họ nhíu mày các anh chị, họ nhíu mày kiểu dạng giống như là các anh chị chia sẻ tới cái đoạn đó rồi mà dạng giống như là họ chưa hiểu thì họ sẽ nhíu mày. Tất cả các cái động thái của họ đó là gì, hầu như là chậm chậm rãi, và họ suy nghĩ rất là chắc chắn các anh chị, để mà họ có thể là đưa ra cái quyết định này. Chẳng hạn giống như là khi mà các anh chị nói về cái sản phẩm là nước rửa chén, đúng không ạ? Cái nước rửa chén thì người ta cũng sẽ suy nghĩ được rằng là sao mà cái nước rửa chén này, khi mà chia sẻ thì người ta sẽ nói rằng là lý do tại sao mà nó lại ngâm được rau củ quả, có nghĩa là họ đặt rất là nhiều câu hỏi. Nhưng mà cái lúc này đó là gì, họ họ không có năng không họ không có nói ra đâu các anh chị. Có nghĩa là cái lúc mà bắt đầu là các anh chị làm minh họa, họ nhìn xong sau đó là mắt của họ có thể là tập trung hơn, đúng không ạ? Mắt của họ có thể tập tập trung hơn, nhưng mà khi mà họ tập trung xong đó thì họ không có dám nói ra, đúng không ạ? Họ không dám nói ra. Nhưng mà đối với những cái khách hàng này á, là một trong những cái khách hàng thực ra là trầm tư, nhưng mà cũng cũng khá là kỹ tính đó các anh chị, trầm tư khá kỹ tính. Và đối với những cái khách hàng như thế này á, thì một điểm đặc biệt nhất của các anh chị đó là sao? Các anh chị cần phải có chuyên nghiệp, được chưa? Bởi vì người ta kỹ thì mình cần phải chuyên nghiệp chứ. Người ta đã cố gắng, người ta lắng nghe,
xong sau đó là trong đầu của người ta bắt đầu người ta sẽ phân tích, người ta phân tích tại sao cái nước rửa chén này nó lại ngâm được rau củ quả, được không ạ? Thì mình bắt đầu là mình chia sẻ về cái cơ chế của nó các anh chị, về cái cơ chế, về cái cơ chế hoạt động của nó, đó là gì? Cơ chế của nó là bóc tách cả dầu mỡ. Thì trong cái quá trình mà cơ chế bóc tách như vậy thì nó cũng sẽ là bóc tách được cái chất bảo quản ở trong cái rau củ quả ra, được không ạ? Bởi vì đa phần một cái chất bảo quản để mà nó bám được cái trên rau củ quả thì người ta sẽ cũng sẽ trộn một cái lượng dầu ở trong đó, được không ạ? À, để nó bám chặt ở trong cái rau củ quả đó, để nó làm cho cái rau củ quả của mình nó tươi. Như vậy thì cái khi mà mình sử dụng cái nước rửa chén đó, ngoài cái việc mà rửa chén không thì người ta cũng sẽ không có quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà cái điểm độc đáo với cái sản phẩm mà nước rửa chén, mà khi mà các anh chị chia sẻ cho họ là ngâm được rau củ quả, thì các anh chị phải nêu bật được cái sản phẩm nước rửa chén nó có cái công dụng độc đáo gì, được không ạ? À, chỗ chị Trung Liên đúng không? Ví dụ như bột trắng răng đánh xong rất sạch nhưng tại sao cắn vô nhức nhức cái răng? À, rồi ok các anh chị, cái này thì mình sẽ giải đáp sau ở cái phần nhắn tin riêng nha. Tại vì hôm nay là mình đi với cái dòng sản phẩm là BDB của Phú Thái, thì các anh chị có thể là tập trung về những cái sản phẩm như là nước rửa chén, được không ạ? Nước giặt, rồi xong bộ dầu gội ngưu vàng Alpha Farm, rồi tiếp theo đó là gì? Relief YC, được không ạ? Và Relief Y, tiếp theo đó là gì? Có một số cái sản phẩm như là nội tiết tố, đó là cái sản phẩm là Epo Soap các anh chị. Thì các anh chị có thể là quan tâm đến những cái sản phẩm đó, hoặc là cái sản phẩm là gội dầu gội phủ bạc các anh chị, được không ạ? Thì các anh chị có thể quan tâm những cái dòng sản phẩm đó của Phú Thái đã. Còn những cái dòng sản phẩm nào các anh chị quan tâm riêng thì các anh chị có thể nhắn tin riêng cho Vân được không ạ? Rồi ok các anh chị nha. Vậy thì ở đây á thì Vân sẽ quay ngược lại này. Trong cái quá trình mà các anh chị tư vấn về cái sản phẩm đó cho khách hàng thì cần các anh chị chuyên nghiệp, được không ạ? Các anh chị nói giọng điệu tất cả mọi thứ của các anh chị phải chắc nịch lên. Giọng điệu của các anh chị mà không chắc nịch á, khi mà người ta nghe, người ta phân tích mà, trong đầu, trong não bộ của người ta phân tích mà các anh chị không chắc nịch á, thì sau khi người ta phân tích xong thì người ta nói rằng là lý do tại sao mà nó ngâm được rau củ quả, người ta chỉ cần hỏi ngược lại thôi. Mà các anh chị không phân tích được cho họ để mà để cái khách hàng này người ta cảm thấy thấu đáo thì người ta sẽ không có quyết định, người ta lựa chọn để người ta mua sản phẩm này cho các anh chị đâu, được không ạ? Nên chính vì như vậy thì cái chỗ này là các anh chị cái sự chuyên nghiệp và cái sự tự tin của các anh chị nó cần phải thể hiện lên trên cái gương mặt của các anh chị luôn, được không ạ? Nên là cần các anh chị đó là gì, mình phải cố gắng, đó là gì? Tập nhìn vào trong gương, được chưa? Các anh chị tập nhìn vào trong gương. Tại sao em nói cái điều này? Bởi vì trong cái quá trình mà các anh chị đi ra ngoài, các anh chị làm á, các anh chị không có để ý được cái ngữ điệu của các anh chị đâu, hình thái của các anh chị được đâu. Bởi vì tất cả những cái kỹ năng này nè, đa phần là một trong những cái kỹ năng giống như kỹ năng mềm các anh chị. Và cái kỹ năng mềm này không phải ai cũng có được các anh chị. Nhưng mà để mà có được á, là chắc chắn là sẽ trải qua những cái ngày tháng mà các anh chị phải luyện tập ở phía bên ngoài. Đó gì? Luyện tập đi gặp nhiều nhiều người vào các anh chị. Thậm chí đó là gì? Thậm chí đó là nghe người ta, khi mà các anh chị chia sẻ, nghe người ta chửi. Xong sau đó là gì? Có anh chị nào đã bị khách hàng đuổi ra chưa? Đuổi ra khỏi nhà chưa? Em là 2K rồi các anh chị. 2K bị đuổi ra khỏi nhà rồi các anh chị. Người ta kêu là đa cấp lừa đảo các anh chị. À, xong sau đó là gì? Vác chổi dí, chạy thẳng cánh cò bay, chạy ra tới đường quốc lộ các anh chị. Bỏ hết tất cả những cái đồ dùng mà mình đã và đang mang đi làm các anh chị. Nhưng mà nếu như mà cái thời điểm đó mà mình sợ đến nỗi mà mình hoảng hồn, mình không dám lựa chọn về cái việc bán hàng á, thì chắc chắn là ngày hôm nay em sẽ không có ngày hôm nay. À, bị đuổi nên mới lên M6 chắc cũng phải đó chị, do là bị đuổi nên là mặt nó dày các anh chị, được không ạ? Bị đuổi quá nên mặt nó dày thôi. Nói gì bây giờ khách hàng họ có nói, họ có chửi thì mặt cũng bị đơ rồi các anh chị, nó không trơ trọi ra đó rồi các anh chị ha. Vậy thì ở cái quá trình mà các anh chị khách mà trầm tư như này á, thì khi mà các anh chị chuyên nghiệp, các anh chị tự tin á, mà các anh chị cả quyết, mà các anh chị chia sẻ với khách hàng của mình á, thì lúc này đó là gì? Tiếp tục khách hàng sẽ lắng nghe cùng với các anh chị. Nhưng mà cái lúc trầm tư mà họ suy nghĩ, họ nghĩ ra rất là nhiều thứ, và sau đó họ có thể vặn vẹo các anh chị, họ quay ngược lại, họ vặn vẹo, họ hỏi các anh chị, mà các anh chị không có nắm chắc được, các anh chị không chia sẻ được, thì các anh chị cũng sẽ không thuyết phục được cái khách hàng mà trầm tư này các anh chị nha.
Đấy, đấy là một trong những cái đặc điểm mà có thể là các anh chị nhận dạng được cái khách hàng này, để mà các anh chị có một cái tỷ lệ mà chốt sale đối với cái khách hàng này các anh chị. Rồi, khách hàng thứ hai đó là gì? Khách hàng chủ động. Với khách hàng chủ động này là bao nhiêu anh chị đã đi gặp được những cái khách hàng chủ động này rồi thì mình có thể comment trên này dùm cho em là tôi đi các anh chị. Khách hàng chủ động này đi bán hàng cũng khá sướng các anh chị. Họ chủ động lắm. Bao nhiêu anh chị đã gặp cái khách hàng này rồi? Chưa có anh chị nào đi gặp cái khách hàng gọi là chủ động này rồi. Có anh chị nào đã gặp cái khách hàng chủ động này rồi chứ các anh chị? Có thì comment là tôi trên này đi các anh chị. Hay là mình đi gặp rồi mà mình không biết được rằng là cái khách hàng này nó đang chủ động với mình. Tôi được mấy người? À, có nhiều anh chị là cũng có một vài anh chị là hiện tại là chưa gặp luôn. Có chị Nguyễn Thị Hà là tôi nhưng chưa quyết định ký quỹ. À, họ chủ động rồi nhưng mà họ họ vẫn chưa đi đến cái việc là họ vẫn chưa đến đi đến cái việc đó là gì, ký quỹ đúng không? Vậy thì bây giờ là mình sẽ hỏi là ủa chị, em thấy chị chủ động với em rồi mà. Lý do tại sao mà chị đang còn lưng khừng, còn vướng cái điều gì với chị nữa à? Hay là sao? Tại vì em thấy chị là người chủ động thì bắt đầu đề cao các anh chị. Đề cao người ta lên các anh chị. Đưa người ta lên trụ điện đi các anh chị. Có biết cách là đưa 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 khách hàng lên trụ điện không? Anh chị có biết cách đưa khách hàng lên trụ điện không? Có nghĩa là mình sẽ bắt đầu bắt đầu là mình sẽ PR người ta lên. Trời ơi, em thấy chị là một trong những cái người mà đã chủ động như vậy rồi á, thì em nghĩ được rằng là chị đã tìm hiểu trước đó rồi. Và em nghĩ rằng là chị là một trong những người rất là sáng suốt ở cái thời điểm mà chị lựa chọn đồng hành kinh doanh cùng với Robby. Được không ạ? À? Đòi nghiên cứu gì? Ủa, chị có phải là tiến sĩ, thạc sĩ hay là bác sĩ gì đâu mà nhà nghiên cứu gì đâu mà chị phải nghiên cứu. Người ta đã làm 5 năm trời rồi còn nghiên cứu gì nữa. Còn thắc mắc gì thì hỏi thẳng tẹt ra luôn đi cho rồi, chứ còn nghiên cứu biết chừng nào xong. Nghiên cứu người ta làm, người ta lên tới cung trăng rồi chị vẫn còn sàng xê. Thì các anh chị phải hỏi như thế. Nhưng mà lúc này các anh chị quay ngược lại, các anh chị cứ đề cao họ đi. Các anh chị cứ khen họ đi. Bởi vì là cái người đó họ thích khen rồi đó các anh chị. Được không ạ? Thì đối với những cái khách hàng mà chủ động như thế này là người ta luôn tươi cười. Được không ạ? Người ta luôn tươi cười, người ta luôn sởi lởi. Người ta sẽ là một trong những cái người chủ động bắt chuyện, bắt toàn bộ tất cả những cái câu chuyện, những cái mà người ta đang thắc mắc, người ta sẽ hỏi các anh chị. Người ta sẽ hỏi hoàn toàn các anh chị. Được không ạ? Như vậy thì lúc này là các anh chị cũng sẽ cởi mở các anh chị nha. Các anh chị cũng sẽ cởi mở ra. Và ở cái phần mà cởi mở này cần các anh chị đó gì? Thật lòng các anh chị. Khi mà các anh chị cởi mở mà cần các anh chị thật lòng, chứ không có phải cởi mở mà mình nói nó xiên xẹo, nó không có đúng với các anh chị. Bởi vì sau này khi mà chẳng may đó, bây giờ họ đang là khách hàng, nhưng nếu như mà chẳng may khi mà họ quay ngược trở lại đó, họ đồng hành cùng với Robby, họ kinh doanh cùng với Robby, nhưng mà cái lúc mà các anh chị nói thêm, nói gọi là nói quá về cái sản phẩm đó, hoặc là nói quá về cái cơ hội kinh doanh đó, thì sao ạ? Thì là lúc này họ biết được rằng là các anh chị muốn mời họ làm nên các anh chị nói quá, hoặc muốn mời họ sử dụng sản phẩm mà lúc này các anh chị nói quá, thì khi mà họ vô họ sẽ không có nể phục các anh chị nữa. Được không ạ? Đó, đây là một trong những cái thái độ của các anh chị khi mà các anh chị gặp những cái khách hàng mà chủ động. Vậy thì khi mà khách hàng chủ động thì các anh chị hãy là một trong những cái người chuẩn bị hết toàn bộ tất cả những cái công cụ của các anh chị có sẵn. Bởi vì khi mà người ta chủ động thì cần chị bắn qua liền các anh chị. Và cái người này họ cũng nhanh nhẹn lắm các anh chị. Họ không có chờ các anh chị đâu. Được không ạ? Họ không hề chờ các anh chị. Chẳng hạn giống như là ngày hôm nay họ xem một cái sản phẩm là EvoShop đi. EvoShop. Họ đang có nhu cầu, họ sẽ hỏi rằng là em ơi, bên em có cái sản phẩm nào mà hỗ trợ về nội tiết tố không? Đúng không? Thì bắt đầu là mình cũng sẽ là một trong những cái người cởi mở luôn. Mình sẽ nói chuyện với họ luôn. À, bên em có đó, nhưng mà bây giờ là hiện tại là cho em hỏi một tí xíu là chị đang có những cái vấn đề gì mà chị lại hỏi cái sản phẩm là nội tiết tố này. Đúng không? Nhiều khi là giống như là mình cũng chưa có mình chưa có khơi gợi được khách hàng, nhưng mà do là họ chủ động quá nên cuối cùng là mình chưa có khai thác được, thì mình tự động mình chủ động mình hỏi luôn. Thì mình sẽ hỏi rằng là chị thỉnh thoảng thì chị có hay bị đau buồng kinh không? Đó, rồi hàng tháng là chị có hay bị lên mụn không? Đúng không các anh chị? Thì các anh chị cần phải hỏi các anh chị. Cần phải hỏi những cái khách hàng chủ động này nè. Quay ngược lại hỏi. Được chưa nào? Chứ không phải để chủ động xong người ta cứ hỏi tới tấp
cứ để cho người ta hỏi xong rồi mình không có hỏi ngược lại các anh chị cũng không được các anh chị ha. Hai bên nó cùng phải là gì, à, đồng hành cùng với nhau các anh chị. Ừ. Ok, anh chị nào đi làm thì mình cứ đi làm nhé. Rồi vậy thì khi mà cái quá trình mà các anh chị mà tư vấn về một cái sản phẩm nào đó riêng của cái nhãn hàng mà BDB Phú Thái nói riêng và các cái sản phẩm khác của Robby nói chung thì các anh chị chỉ cần đó là gì, gặp được cái khách hàng như thế này thì các anh chị cần phải là gì, quay ngược lại hỏi khách hàng liền các anh chị nha. Đây là những cái khách hàng mà chủ động thì các anh chị cũng cần phải chủ động với họ luôn ạ. Đó. Và cái khách hàng thứ ba, các chị sẽ xác định chân dung của cái khách hàng thứ ba, đó là khách hàng đa nghi. Khách hàng đa nghi là nhọc lắm các anh chị. Kiểu dạng giống như là củ chuối ấy. Được không ạ? Các anh chị đã gặp khách hàng củ chuối chưa? À. Nhiều khi á, giống như là họ họ là một trong những cái người am hiểu đủ thứ các chị. Nhưng mà cuối cùng là kiểu am hiểu đủ thứ nhưng mà không biết cái thứ gì hết. Được không ạ? Và đôi khi đó là gì? Đôi khi đó cũng họ cũng hay bị ôm đũa, gọi là vơ đũa cả nắm đó các anh chị. Được không các anh chị? Họ cũng vơ đũa cả nắm luôn. Vậy thì đối với cái khách hàng đa nghi, cái đặc điểm của cái khách hàng đa nghi đó là gì? Giống như là người ta sẽ giống như là biểu môi. Dạng giống như lúc mà anh chị chia sẻ là họ không có đồng ý. Có nhiều người đó là họ không đồng ý ra mặt luôn anh chị. Chứ không có phải là họ nể các anh chị nữa đâu. À, họ biểu môi luôn. Rồi chẳng hạn đó là gì, họ đa nghi. Họ sẽ nói rằng là ủa, cái sản phẩm này sao mày vừa mới nói xong mà tao tìm ở trên Google nó có đâu. Cái sản phẩm này chắc là cái sản phẩm tào lao sao mà tao đâu thấy trên thị trường. Đúng không? Người ta đa nghi là người ta khi mà các anh chị chỉ cần mở miệng ra, các anh chị nói một cái sản phẩm gì đó là ngay lập tức là trên cái tay của họ là bắt đầu là gì? Họ đi search rồi các anh chị. Họ đi tìm cái sản phẩm đó rồi. Xong sau đó họ quay ngược lại, họ sẽ nói với các anh chị, ủa, cái sản phẩm này tao có thấy nó ở trên gọi là Google đâu, YouTube cũng có thấy đâu. Cái sản phẩm này ở đâu, nước nào? Rồi không các anh chị? À, rồi xong sau đó là gì? Họ là một trong những cái người hay so sánh. Đặc biệt nhất đó là so sánh về giá. Các anh chị có gặp không? Gặp những cái khách hàng này không? Gặp nhiều. Trong cái quá trình, trong cái hành trình mà các anh chị đi bán hàng, các anh chị gặp là gặp miết luôn anh chị. Vậy thì làm sao để mình có thể là gì? Xử lý được cái khách hàng này đấy. Cần phải có một cái sự tự tin. Cần phải có một cái tinh thần thép các anh chị. Sự tự tin chưa đủ mà cần phải có một cái tinh thần thép. Ở đây cái tinh thần thép không phải là mình đấu đá với khách hàng này để mà mình thắng các anh chị. Không nhất thiết cần thiết phải thắng cái khách hàng nào đó các anh chị. Vậy thì ở đây khi mà các anh chị tự tin, các anh chị để lại một cái, chẳng hạn giống như là cái lúc mà người ta sẽ hỏi về cái giá sản phẩm của cái nước rửa chén. À, giá là 83.000 đúng không anh chị? Thì bắt đầu là người ta sẽ so sánh. Người ta đa nghi là đã đành rồi, người ta đa nghi là đã không có sản phẩm ở trên mạng xã hội rồi. Rồi xong sau đó là họ tiếp tục là họ so sánh. Và các anh chị cũng biết được rằng là những cái like hàng mà khi mà đến Robby của mình á, đã đăng ký một cái mã hàng này rồi á, mà kinh doanh trên kệ của Robby rồi á, thì chắc chắn rằng là ở ngoài nó sẽ không có. Mà nếu như có thì bán phải đúng giá với Robby các anh chị. Được không ạ? Đôi khi có những cái sản phẩm là nó ra những cái mã hàng mà Robby sở hữu độc quyền luôn anh chị. Vậy thì các anh chị cũng cần phải nắm được cái thông tin đó. Nếu như cái lúc mà họ nói rằng là tại sao nó không có ở phía bên ngoài, rồi tại sao giá nó cao. Vậy thì cái lúc mà người ta so sánh về giá, các anh chị chỉ cần nói như thế này với em thôi. Thực ra là cái sản phẩm nó có giá trị hay không là trên cái lần mình sử dụng, chứ không phải là trên cái lần mua. Được không ạ? Trên lần sử dụng chứ không phải trên lần mua. Ví dụ bây giờ các anh chị mua cái sản phẩm nó rẻ tiền, được không ạ? Nhưng mà các anh chị bỏ tiền ra, anh chị mua nhiều lần. Nhưng nếu như hôm nay các anh chị sử dụng cái sản phẩm đó, nó chất lượng, mặc dù cái chai nước rửa chén các anh chị nhìn thấy là nó là 1 lít đúng không, nhưng riêng gia đình nhà Vân á, sử dụng 1 lít mà Vân pha theo tỷ lệ là 1:4 là Vân có 4 lít nước rửa chén rồi các anh chị. Có anh chị nào đang sử dụng nước rửa chén của Econova mà các anh chị sử dụng mà gọi là xịn sò, xong sau đó là đổ đậm đặc ra rồi dùng không? Có anh chị nào nhà giàu không? Chứ nhà em thì không có giàu rồi. Nhà em chỉ pha ra thôi.
thì các anh chị cứ thử tính đi. Một lít nước rửa chén 183 là mình đang tính giá lẻ nha. Mình đang tính giá lẻ, mình chia cho 4 lít. Mình chia cho 4 lít đó thì các anh chị sẽ thấy được rằng là bao nhiêu tiền một lít. Các anh chị thấy được là bao nhiêu tiền một lít ạ? Các anh chị thử chia đi ạ. Sử dụng tỷ lệ 1:4 là được rồi. Pha ra mà dùng các anh chị. Còn nếu như mà mình ngâm rau củ quả thì mình có thể là pha ra theo tỷ lệ đó là gì, 1:4 hoặc 1:5 cũng được các anh chị. Mình pha ra mình ngâm với rau củ quả tiết kiệm vô cùng luôn các anh chị. Được không ạ? Vậy thì lúc này các anh chị phải nắm được cái thông tin như này để các anh chị có thể là chia sẻ cho khách hàng. Vậy thì bây giờ thử hỏi rằng là 1 lít sản phẩm nước rửa chén thông thường ở ngoài thị trường nó có hóa chất, được không ạ? Có hóa chất, có rất là nhiều cái chất gọi là tẩy và làm cho da tay của mình khô rát. À, có chị đăng ngô lúc đầu không biết để nguyên sử dụng luôn. Đấy, lúc đầu không biết là cho là giai đoạn là đợt đầu là gọi là đại gia đi. Bây giờ là mình trở thành là khá rồi đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ là các anh chị chỉ cần đó là gì? Các anh chị chia ra cái sản phẩm đi. Các anh chị bắt đầu tính này. Nếu như mà cái sản phẩm mà gọi là cũng có thương hiệu ở ngoài thị trường á, thì là 1 lít của nó dao động nó cũng khoảng là 50 đến 60 một lít rồi các anh chị. Đó là cái giá mà gọi là dao động ngoài thị trường. Còn theo Vân mà được biết á, nếu như mà cái chai mà chai nhỏ nhỏ các anh chị, chai nhỏ nhỏ thì người ta cũng bán là 30 mấy nghìn một chai rồi các anh chị. Các anh chị ở đây nếu như mà trước giờ bao nhiêu anh chị đã sử dụng cái nước rửa chén mà ngoài thị trường, các anh chị có thể đánh giá trên này dùng cho em được không? Đấy, các anh chị có thể đánh giá cái sản phẩm mà nước rửa chén ngoài thị trường á, chẳng hạn giống như là Sula chẳng hạn đi, các anh chị có thể đánh ở cái giá, mức giá ở ngoài đó đi, bóc da tay luôn, chính xác. Da mà tới cái mùa lạnh á, ở những cái khu vực mà gọi là ở ngoài Bắc các anh chị, mà sử dụng cái nước rửa chén đó nó không có bảo vệ da tay mà nó làm cho các anh chị đó là gì, rướm máu luôn. Thậm chí đó là gì, phải mua tiếp thêm một đôi bao tay nữa để đeo vô. Bây giờ các anh chị thử tính đi, một đôi bao tay là bao nhiêu tiền? Anh chị thử tính đi. Đôi bao tay thì bình bình đó, nếu như mà giá rẻ ta tầm cỡ khoảng 25.000. Bao tay cao su các anh chị. Đúng rồi, rất là dễ làm giả luôn các anh chị. Cộng với 1 lít nước rửa chén đó là tầm 50.000 nữa. Là các anh chị phải biết được rằng là chi phí người ta bỏ ra là tầm khoảng 75.000 để họ có thể sở hữu 1 lít nước rửa chén đó. Vậy thì đối với 1 cái lít nước, mình mua 1 cái lít nước rửa chén của mình chia ra được 4 lít. Cho nếu như mà gia đình nhà nào mà xài hao ấy, 1 tháng là cho sử dụng 1 lít nước đi, 1 lít nước rửa chén đi. Các anh chị cứ lấy giá, bây giờ là các anh chị đang là đại lý. Các anh chị thử chia đi, được không ạ? Các anh chị thử chia đi nhé. Khi mà các anh chị chia xong á, là các anh chị sẽ thấy như thế nào? Giá nó khá mềm. Nhưng mà nó không phải là cái công dụng là rửa chén bát không anh chị. Mà nó còn có một cái công dụng đó là gì? Ngâm rửa rau củ quả và làm mềm da tay. Thay vì bây giờ phải mua thêm cái dưỡng thể để làm sao ạ? Mua thêm cái dưỡng thể để dưỡng da tay thì cái nước rửa chén này, cái gọi là cái thành phần chính của nó đó là dầu, gọi là cốt dừa đúng không anh chị? Rồi vỏ nho, rồi ô liu thì đủ đã làm mềm da tay các anh chị chưa? Ngâm được rau củ quả. Được chưa? Ngâm được rau củ quả đảm bảo được cái sức khỏe của mình, cho gia đình của mình mà không phải đưa thêm một cái lượng hóa chất. Chứ còn bình thường mà cái nước rửa chén ngoài thị trường các anh chị thử rửa một thời gian đi. Ngấm vào đũa này, ngấm vào thớ gỗ này, ngấm vào chén bát này. Xong sau đó là nấu đồ ăn mà thức ăn nóng, thức ăn đồ mà nó nhả ra. Thì vô hình chung đó là gì? Mình lại tiếp tục đưa một cái lượng độc tố đó đi vào bên trong cơ thể, một lượng hóa chất đó vào bên trong cơ thể. Ngày một ít thì không nói gì, nhưng mà tích tiểu thành đại các anh chị. Lâu dần thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng đó là cơ thể của mình ung thư thôi. Mình phải phân tích được cái điều này đối với những cái khách hàng đa nghi. Thế thì bây giờ là đắt hay rẻ là trên cái lần sử dụng chứ đâu phải lần mua đâu chị. Đúng không anh chị? Phân tích tới cho khách hàng. Và có nhiều người củ chuối đó là gì? Ui sợ. Lắm chuyện vẽ vời ra. Tôi sử dụng cái sản phẩm nước rửa chén nó 30 năm nay, 50 năm nay rồi có sao đâu. Thời điểm đó cái công nghệ hóa chất nó chưa lên cao anh chị. Nó chưa ghê gớm anh chị. Bây giờ mới ghê gớm nè. Tẩy càng nhanh càng tốt. Đúng không? Tẩy càng nhanh càng tốt. Bọt càng nhiều càng thích. Tốc độ kinh khủng khiếp.
và tốc độ tỷ lệ ung thư bây giờ là thì Việt Nam của mình đó là gì? Đứng thứ nhất so với cái việc mà đưa hóa chất vào bên trong cơ thể. Nội mà các anh chị phân tích cho họ như thế thôi thì hết đa nghi. Được không ạ? Vậy thì lúc này cái quyết định để mà các anh chị có thể là thành công với cái khách hàng đa nghi này á, đó là thái độ các anh chị phải tự tin. Hiểu chuyện hơn với người. Thì lúc này các anh chị mới xử được mấy cái khách hàng này đấy các anh chị nè. Củ chuối đó. Em là khách hàng củ chuối, em cũng không phải cãi với khách hàng đâu. Em cũng không có phải nói gì nhiều đâu. Em so sánh thì sâu á. Sau khi mà em so sánh không xong á, em bảo rằng bây giờ á, sức khỏe của chị quyết định tốt hay không tốt, đó là do chị ngày hôm nay chị lựa chọn cái sản phẩm. Và thật ra đó là trước giờ đa phần là chị cũng nhìn thấy trên tivi nó quảng cáo ra rã rồi. Có ai đi thử cái nước rửa chén trực tiếp vào cái tay của chị không? Chị sờ lại thử coi. Da tay của chị nó bị khô không? Chị không cần lại rửa lại với nước lạnh mà da tay của chị nó vẫn mềm không? Có ai dám đi lấy nước rửa chén này dám trét lên cái tay của chị không? Nhưng riêng với em là em mang cái nước rửa chén này em trét lên tay của chị đó. Bởi vì gì? Nó là 100% từ hoàn toàn từ thiên nhiên. Hết chưa? Hết đa nghi chưa các anh chị? Ở trong này còn 167 anh chị, còn ai đa nghi với cái nước rửa chén của BDB Phú Thái nữa không? Này, em phân tích ra như thế này mà các anh chị vẫn còn kêu đắt kêu rẻ nữa em bó tay. Vậy thì bây giờ nếu như mà các anh chị chiết khấu được 30, em cho là 30% đi. 183.000 mà các anh chị chiết khấu ra đi. Xong sau đó nó còn bao nhiêu tiền nữa ở cái chai nước rửa chén đó nữa các anh chị? Bao nhiêu tiền nữa các anh chị? Anh chị nào đã từng nhìn thấy được cái phần chiết khấu đó rồi thì comment lên trên này giùm em đi. Sau khi trừ phần chiết khấu ra các anh chị còn lãi được bao nhiêu ạ? Không có ai tính được lãi được cái chai nước rửa chén như thế này mà lựa chọn sản phẩm phễu xong trở thành best seller thì không biết best seller ở đâu đây. Mình phải tính rệt rệt các anh chị. Mình tính rệt rệt ở trên này đi các anh chị. Để mà mình trở thành những cái best seller của BDB Phú Thái chứ. Nha. À. Cách đây 10 năm mình mua nước rửa chén em quay đã 200 ngàn rồi. Đấy. 10 năm mà 200 ngàn bây giờ 180 mấy ngàn vẫn còn đắn đo. Em cũng chẳng hiểu là mình đang đắn đo cái gì. Mà trong khi nó tốt quá đi mà mình còn đắn đo. Rửa cái nước rửa chén là muốn ăn luôn cái nước rửa chén các anh chị. Có anh chị nào có cảm giác đó không? Tại vì nó thơm mùi kẹo dừa quá cơ. Đúng không? Bao nhiêu anh chị nghĩ như thế? Ngày hôm nay là hướng dẫn cho các anh chị hầu như là đi tiếp cận những cái dạng khách hàng như thế này này. Là hướng dẫn cho các anh chị có thể là tiếp cận khách hàng với những cái sản phẩm phễu nhỏ nhất mà các anh chị có thể tiếp cận được. Để mà các anh chị có thể upsell những cái sản phẩm mà giá trị cao nhất. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây khi mà các anh chị chiết khấu xong, tính ra là một cái chai nước rửa chén nó còn có 30.000. À, khi mà các anh chị chia lít ra rồi, tính ra nó còn có 30.000. Các anh chị pha về, các anh chị pha ha. Ok ha. Ngày hôm qua phân tích giá rồi mà các anh chị vẫn chưa có bấm được giá ra. Khi mà em hỏi được không ạ? Rồi. Chiết khấu xong là trừ chiết khấu là còn 121k mà chia cho 4 lít. Chia cho 4 lít thì tính ra có 30 mấy nghìn một lít nước rửa chén thôi các anh chị. Được không ạ? Các anh chị, nếu như mà dùng hao thì tháng là mình dùng hết một tháng là mình dùng 1 lít. Là một cái chai đó là các anh chị có thể là sử dụng được 4 tháng. Được không ạ? 4 tháng cho một cái lít nước rửa chén. Nếu như mà chia ra còn rẻ hơn cái sản phẩm là nước rửa chén ngoài thị trường các anh chị. Mà đảm bảo cho các anh chị nữa chứ. Rồi ok các anh chị nha. Rồi, thứ tư. Đó là gì? Khách hàng họ lịch sự các anh chị. Đối với những cái khách hàng mà lịch sự á, thì thông thường á, là họ không có thích là bị ép. Được không ạ? Họ không thích bị ép. Và những cái khách hàng này cực kỳ họ dễ chịu. Có anh chị nào đã từng gặp những cái khách hàng lịch sự này khi mà khách hàng họ dễ chịu đến nỗi mà họ không quan tâm về giá luôn không các anh chị? Bán hàng mà họ không cần hỏi giá luôn. Họ chỉ có quan tâm đó là gì? Đã có ai dùng được chưa? Đã có ai dùng tốt chưa? Rồi đã có ai sử dụng cái sản phẩm đó là một tháng, hai tháng có kết quả chưa? Người ta chỉ có quan tâm như vậy thôi. Được không ạ? Vậy thì đối với những cái khách hàng như thế này á, là các anh chị tỷ lệ cao của các anh chị sẽ chốt rất là dễ. Nhưng mà cũng không chính vì cái sự dễ chịu đó mà các anh chị không có chân thành với họ. Các anh chị cần chân thành với họ. Và các anh chị cần rất là tế nhị với những cái khách hàng này. Được không ạ? Bởi vì là thật ra là xã hội mà các anh chị. Xã hội thì mỗi một người thì người ta sẽ có một cái nhu cầu mua hàng khác nhau.
không có ai giống ai hết các anh chị, và mỗi một người một tính các anh chị. Giống như ngày hôm nay á, chẳng hạn là chị Lan Anh là một trong những cái người tính khác đúng không, chị Hải Vũ là một trong những cái người tính khác đúng không. Mình khi mà mình lựa được cái lựa được cái lời và cái sự chân thành của mình tiếp gọi là tiếp cận với khách hàng đó, mình trao đổi, mình chia sẻ, thì lúc đó là gì, họ mình sẽ thu phục được những cái khách hàng đó, được không ạ? Vậy thì ở đây là cần các anh chị sẽ có một cái sự chân thành với cái khách hàng này. Chân thành, đôi khi những cái khách hàng lịch sự này nữa, có khi là có khả năng đó là các anh chị cũng chưa chốt được sản phẩm của họ ngay lập tức đâu, được không ạ? Nhưng mà sau đó là họ sẽ về, họ sẽ nghiên cứu, họ sẽ coi lại và họ sẽ ra quyết định sau. Vậy thì cái lúc này các anh chị chỉ cần chân thành trao đổi với họ thôi, qua lại với họ các anh chị. Cũng không nhất thiết đó là gì, chẳng hạn giống như lúc đó họ chưa ra quyết định họ mua sản phẩm, thì các anh chị cứ nói chuyện bình thường thôi, chứ đừng có ra mặt, đừng có ra mặt mà mình kiểu dạng giống như là không thích là ra mặt luôn các anh chị. Như vậy thì cái khách hàng là họ không thích đâu, họ không thích các anh chị. Thật sự là Vân đang có một số cái khách hàng đó là gì, nếu như mà nói về chủ doanh nghiệp ấy, thì Vân cũng đang có những cái 4-5 cái khách hàng là chủ doanh nghiệp các anh chị. Và những cái khách hàng này, thực sự là khi mà Vân đến với những cái khách hàng này, cái mong cầu đầu tiên của Vân không phải là Vân bán sản phẩm cho khách hàng này, mà đa phần đó là Vân thường nói chuyện với họ đó là gì, cô ơi, chị ơi, em thấy cô, em thấy chị là một trong những cái người rất là thành đạt, và em khi mà em biết đến chị hay là em biết đến cô thì em cũng rất là mong muốn rằng là mình sẽ được được học hỏi, nên là có dịp nào mà cô hay là chị đi chơi ở đâu hoặc là đi uống cà phê ở đâu thì cho em đi ké với nha. Có thể là bắt đầu là mình sẽ mở rộng thêm cái mối quan hệ của mình các anh chị. Bởi vì thông qua những cái khách hàng mà lịch sự này này các anh chị, thì đằng sau lưng những cái khách hàng này các anh chị cũng sẽ có những cái khách hàng lịch sự khác các anh chị. Và từ đó là mình có thể khai thác được các anh chị nha. Thì thông thường mà khi mà Vân biết đến những cái khách hàng này, Vân không có tập trung vào bán hàng. Được không ạ? Không tập trung vào bán hàng. Bán hàng là cái vế sau cùng rồi các anh chị. Vế sau cùng khi mà mình đủ là gì? Đủ niềm tin, đủ cái sự chân thành, đủ cái sự tận tâm với mình. Cũng giống như là khi mà Vân có một số cái khách hàng là gia đình nhà họ cũng đại gia, nhưng mà họ neo người. Và ở cái thời điểm đó là cái người giúp việc của họ cũng mắc việc luôn anh chị. Xong sau đó thì họ có nhờ mình đi mua cháo, đi mua súp. Họ gọi điện mình nhờ mình đi mua cháo, mua súp. Và lúc đó thực ra là Vân cũng rất là nhiều việc các anh chị, bận việc. Nhưng mà hầu như là Vân gác hết tất cả những cái việc đó và tập trung đó là gì, chạy đi mua cháo cho họ, chạy đi mua súp cho họ các anh chị. Sau đó thì bắt đầu là đến rồi mình thấy nhà của họ cũng bừa bộn á, thì mình tranh thủ mình dọn dẹp cho người ta một tí xíu. Thực ra những cái điều này mình không cần nói với khách hàng, nhưng mà cái lúc mà khách hàng á, nhưng mà cái lúc mà khách hàng khi mà họ bắt đầu là họ khỏe rồi, họ mới nhận ra được rằng là đó là một trong những cái sự chân thành của mình. Và từ cái việc mà chân thành các anh chị, không phải cái khách hàng này không phải là các anh chị xây dựng ngày một ngày hai đâu nhé, mà các anh chị có thể là các anh chị sẽ xây nó tầm cỡ khoảng là 5 tháng, 6 tháng, 1 năm cho đến 2 năm trời. Được không ạ? Và các anh chị biết không? Tại sao bây giờ Vân có những cái khách hàng mà gọi là đại gia và mua hàng không cần phải nhìn giá không? Đó là cái sự chân thành của mình các anh chị. Tận tâm của mình các anh chị. Và cũng có nhiều anh chị hỏi là ủa? Chị sao mà em làm sao em giỏi quá vậy? Thực ra không có giỏi gì các anh chị. Cần cù bù thông minh thôi các anh chị. Cần cù bù thông minh thôi. Và những cái việc đó đôi khi những cái anh chị mà gọi là sale xịn chưa làm được giống như Vân anh chị. Các anh chị có công nhận không ạ? Sale xịn chưa làm được giống như Vân anh chị. Các anh chị có dám được rằng là chẳng hạn giống như là ngày hôm nay các anh chị đang có một cái danh hiệu M3, M6, M9 hoặc M12 đi. Được không ạ? Đôi khi là mình chưa dám gì ạ? Xuống nước anh chị. Nhưng mà Vân là Vân xuống nước anh chị. Xuống nước để có cái về lâu về dài. Được không ạ? Bởi vì mình phải xác định cái khách hàng của mình đó là tài sản của mình các anh chị. Đã bao nhiêu anh chị đã làm được cái việc này rồi, hay là chỉ có gặp khách hàng là chỉ có bán và bán thôi các anh chị? Anh chị nào hiện tại đang gặp khách hàng mà bán thì comment số 2. Anh chị nào đã đi xuống dưới nước mà tiếp cận khách hàng bằng với cái công thức như thế thì các anh chị comment số 1 giúp cho Vân. Được không ạ? Anh chị nào đang làm được những cái điều như thế, hay là chưa làm được comment số 0? Anh chị nào chưa làm được nhiều nha.
Thực ra là cái ngày trước á, là Vân cũng không có làm được điều này các anh chị. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó vỡ ra. Trong cái quá trình kinh doanh thì bắt đầu mới vỡ ra. Bởi vì là không phải là người bán sẽ có người mua. Nhưng mà người ta sẽ mua như thế nào? Mua trong bao nhiêu lâu? Mua trong bao nhiêu năm? Và người ta trung thành với mình bao nhiêu năm các anh chị? Và các anh chị biết được rằng là tại sao ngay cả cái thời điểm bây giờ khi mà lên một cái danh hiệu nào đó thì chắc chắn là cái việc bán hàng cá nhân nó sẽ không có còn cao nữa các anh chị. Bởi vì sao? Mình phải dành ra cái khoảng thời gian chăm sóc cho đội nhóm, đúng không ạ? Và mình rất là nhiều việc khác để mà mình làm. Nhưng mà lý do tại sao Vân vẫn có thể là bán hàng 6% mỗi tháng không các anh chị? 6% mỗi tháng đối với một anh chị bắt đầu bước vào đồng hành kinh doanh cùng với Robby là đã cảm thấy khó rồi. Nhưng mà các anh chị biết là Vân kinh doanh với Robby tới thời điểm bây giờ gần 3 năm. Và cái điều đó duy trì cho tới thời điểm bây giờ là gì? 3 năm. Được không ạ? 3 năm đồng hành với Robby, duy trì doanh số bán hàng cá nhân. Đó là gì? Khách hàng của mình khá là chân thành và người ta khá trung thành với mình ở chỗ đó các anh chị. Được không ạ? Khách hàng của Vân không có nhiều các anh chị. 15 khách hàng cho tới thời điểm bây giờ. Không phải lúc nào cũng phải đi tìm khách hàng quá trời quá đất các anh chị. Ở đây có nhiều anh chị đi tìm khách hàng quá trời quá đất nhưng sau đó là gì? Không chăm. Không có làm bằng việc từ cái tâm, không có làm việc bằng sự chân thành của mình. Và cuối cùng đó là gì? Bán 3 tháng, bán 6 tháng và rồi drop đi. Đúng không? Nên là Vân hy vọng là sau buổi này các anh chị sẽ là gì? Sửa lại. Mình đang làm chưa đúng mình sửa lại được các anh chị. Đây là một trong những cái cách mà Vân có thể là gì? Duy trì và làm nhanh tốc độ như thế này các anh chị ha. Rồi. Cái khách hàng thứ năm đó là một trong những khách hàng phóng khoáng. Gặp khách hàng phóng khoáng thì xịn các anh chị. Thích lắm luôn á. Cái đơn hàng đó là nó đã là 5 triệu rồi mà còn bo. Gặp khách hàng này có khách hàng nào bo cho các anh chị chưa? Hay là trả treo với các anh chị? Thì kêu là mày bớt cho tao 5.000 tiền ship đi. Thôi cái tiền ship đó mày trả cho tao đi. Mà đa phần mà gọi là trả treo về cái việc mà phí ship, miễn phí ship đó chắc nhiều các anh chị ha. Chắc khoảng 90%. Chứ khách hàng mà phóng khoáng mà sau khi mà thanh toán đơn hàng còn bo cho mình nữa thì ít các anh chị nhờ. Nhưng mà Vân thì gặp khách hàng bo khá nhiều các anh chị này. Đúng không ạ? À, khách hàng bo này khá nhiều. Mình hay miễn phí ship là chủ yếu đúng không? Đấy. Nhưng mà ở đây á là Vân Vân đa phần là gặp những cái khách hàng đó là gì? À, gọi là nhận được cái tiền bo của khách các anh chị. Đó là mình tư vấn cho khách quá nhiệt tình. Có thậm chí những cái khách hàng đó là khi mà mình tư vấn xong á là mình họ có vấn đề, xong sau đó là mình tư vấn xong cho họ là mình mới nói như thế này này. Chị ơi, ngày hôm nay á là chị đang có nhu cầu là chị muốn dùng cái sản phẩm nào mà hiện tại chị đang dùng cái gì, chị gửi qua cho em tư vấn cho. Em tư vấn cho chị thôi. Còn là chị mua hay không á là không có quan trọng, không có phải là em tư vấn cho chị rồi em bắt chị mua sản phẩm của em đâu. Chị đưa cái sản phẩm mà chị đang dùng để em coi hàm lượng, em coi thử như thế nào. Thế là cái lúc mà các anh chị share hàm lượng các anh chị coi á mà các anh chị sẽ xem được rằng là ví dụ như là cái sản phẩm là cái hàm lượng mà gọi là glutathione ở trong cái sản phẩm mà Release YC thì cái hàm lượng cho phép cơ thể của mình nó là bao nhiêu các anh chị nha. Vậy thì cái lúc mà chẳng hạn giống như là họ cũng đang sử dụng cái sản phẩm mà glutathione nó na ná, nó tương tự giống như cái sản phẩm của mình không biết được rằng là cái hàm lượng nó là bao nhiêu thì mình chỉ cần nói khách đó là chụp qua em coi cái hàm lượng sao, xong sau đó là em tư vấn để cho chị dùng cho nó đúng. Ví dụ như nó ít quá thì làm sao mà các anh chị sau khi mà các anh chị coi xong các anh chị tư vấn làm sao để cho họ dùng nó đủ cái hàm lượng để cái da của họ, sức khỏe của họ, gan của họ được cải thiện, được không ạ? À, vậy thì sau đó là các anh chị cứ xem rồi các anh chị cứ nói rằng là bây giờ là chị cứ dùng sản phẩm của chị đi, được không? Mình chỉ cần mình nói như thế thôi thì người ta trong đầu người ta cũng sẽ suy nghĩ là ủa cái con này sao mà nó tư vấn chay cho mình mà nó không có nhu cầu mong cầu là bán hàng cái sản phẩm của nó cho mình ta. Bắt đầu người ta sẽ đặt câu hỏi. Và thông thường á trong cái quá trình mà các anh chị đi bán hàng á, theo tình thì tình phụ, được không ạ? Mà phụ tình á thì tình nó sẽ theo, được chưa các anh chị? Kiểu dạng giống như là người ta thấy được là mình cũng đang bán sản phẩm, thế tại sao mà nó không có léo nhéo nó bán sản phẩm cho mình? Đáng lý nó phải nói vô để nó bán được cái sản phẩm của nó cho mình, nhưng tại sao cái con này nó lại không ta? Nó chỉ có tư vấn cho mình dùng đúng thôi, dùng đủ cái hàm lượng thôi, dùng đủ cái liệu trình thôi để cho mình đạt được cái hiệu quả thôi. À, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái cách này các anh chị cũng phải học. Đối với những cái khách hàng mà phóng khoáng, thường thông thường phóng khoáng á,
thì biết được rằng là các anh chị với cái thái độ các anh chị nhanh chóng, nhưng mà không phải là cái việc mà các anh chị nhanh chóng làm quá lố, đúng không ạ? Nhanh chóng mà quá lố là bị người ta phát hiện liền, là cũng phải là biết được là khéo léo chứ, đúng không? Phải khéo léo, phải giữ lại một chút hình ảnh cho mình chứ, cứ nhảy vồ nhảy vọc vô thì không được. Nhưng trừ trường hợp khách hàng nào mà các anh chị đã quá thân thì các anh chị nhanh chóng như thế này thì được, chứ không có là khách hàng họ cũng hay ghim lắm các chị, cũng hay soi lắm các anh chị nha. Đừng để người ta soi, mà soi một lần á là mất luôn khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng là cũng cần phải là uyển chuyển, cũng cần phải khéo léo, cũng cần phải biết được rằng cái cảm xúc của họ nữa các anh chị, được chưa nào? Rồi, đó là một trong những cái khách hàng mà phóng khoáng nha các anh chị nha. À, thông thường cái khách hàng mà phóng khoáng này á, thì người ta cũng không có quan tâm rằng là chi tiết lắm đâu, người ta chỉ có xem xét là tổng quan một tí xíu thôi, à, đúng không ạ? Xong sau đó là người ta cũng không có cần phải đi tiếp và phải chi tiết, hỏi hỏi qua loa, à, xong sau đó là người ta có thể chốt đơn được rồi. Thì các anh chị có thể là gì, tiếp cận với khách hàng này nhanh chóng, không có mất thời gian nhiều. Rồi, đối với khách hàng kỹ tính thì mất thời gian khá nhiều các anh chị. Khách hàng kỹ tính, đặc điểm của cái khách hàng mà kỹ tính đó, là người ta phân tích rất là kỹ, đi vào chi tiết luôn. Thậm chí đó là gì, họ phải xem đi, họ phải xem lại cái sản phẩm đó, hoặc là xem cái video đúng không? Lúc đầu mà các anh chị khi mà tham gia cái phòng Zoom đó là các anh chị sẽ thấy được rằng là cái chạy quảng cáo hoặc là cái video của Delete YC. À, và người ta nghe đi nghe lại rất là nhiều lần luôn các anh chị, nghe đến nỗi mà nhiều khi là người ta còn thuộc hơn cả mình nữa các anh chị. Các anh chị có gặp khách hàng này chưa? Mình đôi khi là mình cũng bị trớ treo với một cái khách hàng này luôn các anh chị. Nên là trải qua được rất là nhiều cái khách hàng này rồi á, thì mình mới thấy được rằng là bởi vậy nên là bản thân của mình là cần phải có một cái sự kiên trì các anh chị, cần phải có một cái sự kiên trì, kiên nhẫn, và mình phải chờ đợi cái khách hàng này các anh chị. Bởi vì người ta ra quyết định không có quá nhanh các anh chị. Người ta ra quyết định không có quá nhanh, mà người ta xem đi, người ta xem lại, người ta ngó tới, người ta ngó lui. Xong đôi khi đó là gì, người ta còn hỏi bạn của người ta nè các anh chị. À, và đôi khi mà hỏi bạn của người ta thì may á, là người ta còn trao đổi lại với mình. Chị có hỏi bạn của chị rồi là cái sản phẩm mà gọi là Release YC này của em á, thì bạn của chị cũng dùng nhưng mà không phải hãng của em. Nhưng mà đối với cái sản phẩm đó thì nó không có cái sự hỗ trợ đó là hỗ trợ chống nắng, nhưng mà cái sản phẩm của em đó là nó có hỗ trợ chống nắng. Người ta nói đến nỗi mà nhiều khi cái kỹ năng á, các anh chị chưa có học sâu á, người ta quay lại người ta nói á, các anh chị nghe, người ta nghe rất là nhiều dung luôn các anh chị kìa, nghe lại record á, mình đưa thông tin xong sau đó là người ta cứ dõi theo vào cái record đó, là người ta nghe mỗi ngày luôn các anh chị. Không phải là có nhiều khách hàng, 90% khách hàng đa phần là người ta sẽ ít nghe, nhưng có một cái tỷ lệ đó khách hàng kỹ tính này, người ta nghe đến nỗi mà người ta nói lại mình giật mình các anh chị. Đôi khi mình cũng không biết được rằng ô sao cái sản phẩm là Release YC còn hỗ trợ được cái công dụng đó là chống nắng trên cái làn da ta, mình cũng không biết rằng các anh chị. Mà khi mà người ta nói lại là lúc đó mình mới thấy được rằng là mình đang bị lũng kiến thức luôn các anh chị, khủng khiếp chưa các anh chị. Đấy, nên là khi mà các anh chị bắt đầu được em sâu chuỗi những cái khách hàng như thế này này, thì các anh chị mới thấy được rằng là cái phần lỗi của mình nó đang ở đâu. Vậy thì ở đây á thì cần các anh chị đó là gì, kiên trì, đúng không ạ? Các anh chị kiên trì, kiên nhẫn, và các anh chị có được những cái kiến thức vững vàng cho chính bản thân của mình để mà mình có thể tiếp cận được cái khách hàng này, mà mình có thể tư vấn được cho khách hàng này các anh chị, được không ạ? Cái chân dung của cái khách hàng này họ khá kỹ mà, nên là các anh chị cũng phải sẽ là gì, chịu khó học tập nha các anh chị nha. Đó, có chị Nguyễn Thị Hà có comment trên này, có khách hàng kỹ tính hỏi rất nhiều, nếu kiến thức mình vững thì mình mới bán được hàng cho họ. Chính xác rồi, bởi vì đi bán bất kỳ một cái sản phẩm gì đó thì các anh chị cũng cần phải có kiến thức và có kỹ năng. Giống như là bây giờ chẳng hạn các anh chị bán một cái sản phẩm là điện thoại thôi, thế tại sao là có nhiều bạn là có thể sell được cái điện thoại là tầm 30 triệu, 50 triệu, nhưng mà cũng có nhiều bạn đó là gì, chỉ có sell được cái điện thoại nó tầm cỡ khoảng là gì, 1 triệu, 2 triệu, hoặc là 3 triệu, 4 triệu thôi, và họ không có thể sell cao hơn được nữa. Đấy, bởi vì do là gì, do là cái kiến thức của mình nó bị hạn chế, mình không chịu học á, nên là cái sự học nên là Bác Hồ mới có một cái câu đó là gì, học học nữa học mãi. Và khi mà mình học và nâng cấp cho chính bản thân của mình á, thì mình đa phần mà là mình sẽ cảm thấy rất là xịn sò, và lúc đó là cái level của mình cũng sẽ được tăng lên các anh chị ha. Và cái khách hàng thứ bảy đó là khách hàng khách dịch. Khách hàng khách dịch này. Có anh chị nào là tay đôi với cái khách hàng này không?
đối với khách hàng khách khách dịch đó các anh chị, thì đa phần đó là gì, họ đặc điểm của khách hàng này là khó tính một cách quá đáng. Có anh chị nào hiện tại là bán một cái sản phẩm cho khách, đụng cái gì là người ta cũng ý a à, ý ơi các anh chị không? Người ta lúc nào người ta réo qua Mỹ các anh chị không? Bán một cái sản phẩm cho họ mà người ta hành các anh chị lên bờ xuống ruộng không? Các anh chị nào đã gặp chưa? Chứ em thì em gặp rồi đó. Rồi đa phần cái khách hàng này họ cũng ưa thích ra lệnh với mình nữa cơ. Bán cho họ một cái sản phẩm. Thực ra là khi mà họ dùng cái sản phẩm đó, nó không có phải là liên quan tới cái việc mà nan của họ phát triển các anh chị. May á là mình còn đủ kiến thức để mà mình có thể là gì? Hỏi cho tới các anh chị. Họ bảo rằng là họ đổ thừa cho mình đó là gì? Cái sản phẩm đó là dùng xong sau đó làm cho cái u của người ta phát triển lên. À, mà trong khi cái sản phẩm đó nó không có làm cho cái u của người ta phát triển lên các anh chị. Tại vì mình đã kiểm chứng trước đó rồi, mà mình kiểm chứng rất là nhiều cái khách hàng. U mình vẫn cho dùng bình thường. Được không ạ? U mình vẫn cho dùng bình thường. Nhưng đến cái khách hàng này tự nhiên đó là gì? Đó là có một cái sự trùng hợp. Và khi người ta dùng xong cái u người ta phát triển lên. Và người ta đổ hô đó là do sản phẩm của mình bán cho họ. Và họ uống họ bị như vậy các anh chị. Và cuối cùng đó là gì? Sau đó Vân bắt đầu Vân khai thác. Vân mới bắt đầu là ngồi lại nói chuyện với khách hàng này, chị. Em hỏi thiệt nè. Bữa giờ là chị có ăn cái gì liên quan đến đậu không? Là một. Cái thứ hai đó là gì? Hiện tại là chị có đang có các cái vấn đề mà sức khỏe của chị ở bên trong hay không? Được không ạ? Vậy thì lúc mà bắt đầu là mình hỏi mà người ta vẫn đang còn quanh co. Thì ngày hôm đó thì thực ra là Vân cũng rất là chơi thân với bà bếp. Không phải chơi thân chủ nhà không đâu các anh chị, chơi thân luôn bà bếp. Thì mình mới hỏi rằng là chị, đợt này là chị có thấy rằng là cô chủ, chị chủ nhà chị á, ăn có ăn những cái, chị có hay làm mấy cái sản phẩm mà thức ăn nó có chứa đậu đó không? Bà kêu có em, cả tháng này bà ăn chay, bà ăn đậu hũ nguyên tháng luôn. Rồi xong. Lúc này đó là gì, em không có cãi tay đôi với khách à. Được không ạ? Em vẫn phải hạ mình anh chị. Bởi vì xác định cãi tay đôi với khách hàng này á là mất luôn khách hàng. Bởi vì em đi tìm khách hàng rất là khó. Nên là cái lúc mà em gặp sự cố là em cũng sẽ rất là từ từ. Thì sau khi mà em tìm hiểu xong á thì em mới nói nè. Em mới bảo rằng là chị ơi, thực ra là những cái khách hàng mà trước giờ em đã từng bán sản phẩm cho khách, có những cái khách hàng là người ta bị u nang giống như chị á. Và thậm chí đó là gì, họ đã mổ rồi. Còn chị là chưa có mổ. Chị là chưa có mổ mà khách hàng của em đã mổ rồi. Thì đương nhiên mổ thì nó vẫn còn một số cái nhân nhỏ. Nếu như mà cái sản phẩm của em mà nó kích thích mà nó phát triển khối u thì chắc chắn rằng là những cái khách hàng của em đó họ sẽ phát triển khối u. Trong khi đó là em bán sản phẩm cho cái khách hàng của em á là 2 năm 3 năm nay rồi. Người ta chẳng có vấn đề gì hết, người ta không có hề hấn gì hết. Nhưng mà em hỏi thật, em cũng không có nói rằng là cái bà bếp mà nói đâu. Tội cho bà bếp. Em hỏi thiệt này, tháng vừa rồi á chị có ăn chay hay này kia nọ khác hay không? Và chị có ăn đậu hay không? Thì lúc này bắt đầu mới thú nhận các anh chị. Được không ạ? Bắt đầu mới thú nhận. Ờ, tháng này là chị có ăn chay nguyên tháng. Thì bắt đầu là Vân mới phân tích ra là cái đậu. Nếu như đậu đã được bóc tách. Được không ạ? Nếu đã đậu mà đã được chiết xuất mà đã được bóc tách cái chất mà isoflavon ra rồi. Thì không có thể nào mà phát triển khối u lên được. Nhưng còn một cái đậu mà đậu hũ miếng mà hiện tại mà chị ăn chay hàng ngày á. Là nó chưa bóc tách ra được đâu. Và khi mà chị ăn mà gặp cái tình trạng mà cơ thể của chị đang có khối u như vậy thì chắc chắn là nó phát triển lên rất là nhanh. Mà trong khi là chị ăn chay nguyên tháng luôn. Vậy thì bây giờ nó ở đây thì em cũng không phải nói rằng là cái sản phẩm của em hay là không phải. Nhưng cái quan trọng đó là gì? Bây giờ giải quyết vấn đề của chị. Chị đi kiểm tra sức khỏe lại thêm một lần nữa. Nếu được, bác sĩ có thể can thiệp. Thực ra là cái u đó nó không phải u đâu. À đúng không ạ? Không phải u đâu. Và cuối cùng đây chị đi đi phẫu thuật. Các anh chị biết là đi phẫu thuật về á và Vân lại tiếp tục gặp cái khách hàng này các anh chị. Tiếp tục gặp cái khách hàng này, hỏi thăm sức khỏe. Và Vân biết được rằng là chỉ có một cách và phục hồi lại sức khỏe của họ ngay lập tức là họ có thể là bổ sung cái lượng đạm. Là lúc đó, đây là Vân kể chuyện các anh chị nha. Là lúc đó là khách hàng này họ cũng chưa có đồng ý đâu. Nhưng mà sau đó là về cũng ăn ít
cũng xanh xao, cũng hư hao người, thì lúc đó là nói mãi rồi bắt đầu mới dám dùng các anh chị, được không ạ? Vậy thì những cái khách hàng này các anh chị cứ từ từ, nó không cần phải cãi tay đôi đâu, cãi tay đôi mất khách hàng anh chị nha, mất khách hàng là mất tài sản á. Rồi cứ như vậy thì các anh chị có thể là gì, nhún nhường lại một tí xíu thôi. Khi mà mình nhún nhường một tí xíu thì mình sẽ có được một cái sự nghiệp của mình, nó sẽ xịn sò hơn. Và từ cái khách hàng đó thì bây giờ là Vân có rất là nhiều khách hàng sau lưng luôn các chị, giải quyết cho người ta một ca đó thôi, khách dịch thôi mà trở thành cái khách hàng không khách dịch với Vân nữa các chị. Sau này bắt đầu bán bất kỳ một cái sản phẩm gì không khách khách dịch nữa các chị, hết khách dịch các chị nha. Khách dịch hay không đó là cũng do mình nữa các chị nha. Và cái nhận dạng của khách hàng thứ 8, đối với những cái khách hàng nhút nhát này nè, là các anh chị đôi khi là các anh chị cũng phải ra quyết định dùm cho người ta luôn các anh chị, được không ạ? Đôi khi là các anh chị cũng phải là ra quyết định dùm cho những cái khách hàng này luôn. Những cái khách hàng mà nhút nhát này á, thì thông thường á là các anh chị sẽ thấy được rằng là người ta không có dám quyết định đâu, được không ạ? Cái nó bị lỗi phông chữ, nó mất mất cái chữ N với cái chữ H các anh chị. Rồi thì những cái khách hàng này á là đa phần đó là gì, họ không có dám quyết định. Cái thứ hai đó là gì, đa phần là họ sẽ tránh né ra. Các anh chị có gặp những cái đối tượng khách hàng này chưa? Không dám ra quyết định. Đôi khi các anh chị tư vấn xong, các anh chị mặc dù là cái sản phẩm rất là rẻ tiền, rất là nhỏ thôi, nhưng mà đa phần đó là viện cớ để chị về chị hỏi chồng chị đã, để anh hỏi vợ anh đã, được không ạ? Họ không dám ra quyết định, xong họ tránh né, họ đổ lỗi cho người khác các anh chị, rồi họ chỉ cho người này, họ chỉ cho người khác để mà họ tránh né cái sự mời quyết định đó của họ các anh chị, họ không dám. Rồi tiếp theo đó là gì, đôi khi những cái khách hàng mà nhút nhát này này, họ rất là sợ là mình lừa gạt người ta các anh chị, kiểu dạng giống như là có thiệt không, cái sản phẩm đó nó có phải giống như chị nói hay không, hoặc là cái cơ hội kinh doanh này có phải giống như anh chị nói hay không, và người ta cũng rất là sợ các anh chị, được không ạ? Nên là họ không dám ra quyết định các anh chị. Còn đối với những cái khách hàng mà không ra quyết định đó, là các anh chị chỉ cần ân cần, các anh chị trao đổi, các anh chị cho giải pháp, và các anh chị phân tích cho nó hết, gọi là hết hết tình hết lý các anh chị. Khi mà các anh chị chia sẻ, các anh chị ân cần mà các anh chị chia sẻ cho người ta hết tình hết lý, và ở đây á, cái tỷ lệ này có khi là các anh chị có thể là quyết định giùm cho họ luôn. Mình có thể là chia sẻ cho các anh chị, cho những cái anh chị đó, những cái khách hàng đó, mình sẽ nói rằng là ví dụ như bây giờ em nói chị là chị đang bị khô hạn đúng không? Các cái vấn đề mà nội tiết tố, chị đang bị khô hạn, ai là người đau khổ nhất? Những cái khách hàng nhút nhát này các anh chị này, quay ngược lại trao đổi với họ, ai là người đau khổ nhất? Có phải là chị đau khổ nhất không? Có phải là mình bắt đầu là mình sẽ đưa ra cho họ một số cái nhìn nhận, có phải là những cái lúc mà chị gần chồng và chị sợ không? Được không ạ? Gần chồng là sợ này, đôi khi đôi khi là mình tới tháng là mình cũng bị đau bụng này, ai là cái người khổ sở nhất, ai là người gánh chịu cái hậu quả đó nhất, thì mình phải cho người ta rất là nhiều cái giải pháp đó để người ta ra cái quyết định người ta có thể là mua sản phẩm của các anh chị, và xong sau đó mình có thể phân tích cho họ về cái giá của cái sản phẩm đó luôn. Thật ra nếu như mà một cái hộp mà Evosoft 390.000 thì tính ra 390.000 mình chia cho 60 ngày thì mình thử xem thử là nó bao nhiêu tiền cho một ngày. Mình chỉ hỏi khách hàng thôi, có mấy nghìn trên một ngày thôi, nhưng mà giải quyết được cái nỗi khổ sở của chị. Đó là những cái khách hàng mà gặp khách hàng khó, gọi là nhút nhát các anh chị nha. Rồi, và cái khách hàng thứ chín các anh chị, cái khách hàng thứ chín là một những cái khách hàng nóng tính. Với những cái khách hàng nóng tính á, thì đa phần là người ta cũng thích làm to chuyện lên, được chưa nào? Người ta thích làm to chuyện, thực ra là cái vấn đề nó cũng không có to đâu, mà người ta cứ thích làm to chuyện lên, xong rồi người ta cũng ít hài lòng, được không ạ? Người ta ít hài lòng, ví dụ như các anh chị chia sẻ mặc dù là người ta biết rằng là cái sản phẩm đó nó tốt đó, nhưng mà lúc nào cũng tỏ vẻ ra là người ta không có hài lòng về cái sản phẩm đó các anh chị. Nhưng mà đằng sau lưng họ đó là gì? Họ cảm thấy rằng là họ rất là hài lòng, họ rất là thích cái sản phẩm đó, nhưng mà cứ ưa tỏ vẻ này, được không ạ? Ưa tỏ vẻ và cứ hay cự nữ với mình. Các anh chị nào đã gặp cái khách hàng này chưa? Đối với những cái khách hàng này chỉ cần các anh chị đó là gì, khéo léo với người ta là được thôi à. Họ nóng tính là các anh chị dịu dịu xuống, đầm tính xuống một tí xíu, rồi có thể là đồng hành cùng với người ta một tí xíu. Chẳng hạn giống như là lúc mà các anh chị chia sẻ về cái sản phẩm là nước giặt đúng không? Về cái sản phẩm là nước giặt đi. Thì khi mà các anh chị chia sẻ về cái sản phẩm nước giặt đó, người ta nói ôi trời ơi, bây giờ cái nước giặt ở ngoài thị trường cũng đầy thay, đâu cần nhất thiết là phải sử dụng cái sản phẩm của em.
Nhưng mà khi mà các anh chị làm demo xong thì mắc chữ A mồm chữ O rồi, nhưng mà người ta không có phủ nhận cái điều đó các anh chị. Người ta không hề phủ nhận cái điều đó đâu. Có đúng không các anh chị? Có anh chị nào mà khi mà mình minh họa xong mình nói đã đời xong rồi người ta nói úi trời ơi, mấy cái sản phẩm này ngoài thị trường nó đầy ra đó mà. Nhưng mà khi làm minh họa xong tâm đắc lắm á, thích lắm chóng á, mà ưa vậy đó các anh chị. Tỏ vẻ lắm các anh chị. Mấy những cái khách hàng mà nóng tính như thế này thì các anh chị khéo léo thôi, các anh chị nói chuyện thôi, cứ nhã nhặn thôi, cứ từ từ thôi, am hiểu mà nhã nhặn từ từ thôi là có thể là gì, chia sẻ được cho khách hàng này rồi, được không ạ? Rồi, khách hàng thứ 9 đó là khách hàng thờ ơ. Mấy cái khách hàng thờ ơ này vui lắm các anh chị. Thờ ơ đến nỗi mà không rõ động, có nghĩa là cái động cơ của họ không có rõ rệt tí xíu nào luôn. Cái gì cũng thờ ơ. À, chỉ có muốn tham khảo thôi. Và tham khảo xong sau đó là gì? À, không thèm rét Zalo, không thèm dép gì rét Zalo của các anh chị. Kiểu thờ ơ như vậy. Vậy thì đối với những cái khách hàng mà thờ ơ, chẳng hạn nếu như mà cái lúc mà các anh chị đi gặp trực tiếp, được không ạ? Cái lúc mà các anh chị đi gặp trực tiếp thì có cái sản phẩm nào mà các anh chị có thể là gì mang ra chia sẻ được, chẳng chẳng hạn giống như lúc đó là các anh chị có cái release YC đi, được không ạ? Gây ra giúp cho em cái sự chú ý, ngồi với họ mang cái sản phẩm đó ra trước mặt họ rồi xong sao ạ, khui ra bỏ vào ly, xong sau đó là khui ra không có uống một mình anh chị, em mời chị rót ra một nửa. À, rót ra một nửa xong sau đó là gì, em mời chị, đúng không? Người ta không dám uống đâu. Cái lúc mà người ta không không dám uống, người ta e dè, người ta ngại ngùng á, thì các anh chị cứ uống trước đi. Đây nè, em bỏ vô xong cho người ta nhìn thấy luôn, xong rồi uống. Thì sau khi mở ra uống thì người ta sẽ cảm nhận, người ta thấy anh chị uống thì người ta cũng sẽ uống. Và lúc đó là các anh chị có thể cảm nhận thay thay cho họ luôn là chị thấy như thế nào. Được ạ? À, chị thấy như thế nào? Uống có vị chua đúng không? Nó hơi chua chua, nó hơi ngọt ngọt. Nhưng mà bắt đầu là các anh chị bắt đầu đi vào chủ đề các anh chị, gây cho người ta sự chú ý, thì lúc đó các anh chị mới mới có thể chia sẻ được, chứ không có là người ta sẽ có một cái ý định đó là gì, chỉ tham khảo thôi. Xong sau đó là các anh chị, người ta sẽ im re luôn các anh chị, người ta cũng sẽ không rep đi mà người ta cũng sẽ không rep được, được không ạ? Còn nếu như mà các anh chị đã tư vấn về cái sản phẩm này thông qua online á, là các anh chị có thể là làm cho Vân một cái video mà các anh chị đang uống sản phẩm, được chưa? Cách bỏ cái viên đó vào ly, hoặc là nước rửa chén, hoặc là nước giặt cũng được. Các anh chị tự làm cái video đó cho các anh chị luôn, không cần phải lấy video của ai hết, bởi vì người ta đang thờ ơ là người ta đã không tin tưởng rồi, thì các anh chị cần phải lấy chính cái hình ảnh của các anh chị để gửi cho khách hàng của mình, được không ạ? Thì khi mà các anh chị sử dụng cái sản phẩm gì thì các anh chị có thể review cái sản phẩm đó, làm một cái video ngắn tầm cả khoảng 1 đến 2 phút thôi, không cần nói cái gì cũng được các anh chị. Đâu cần các anh chị phải nói cái gì đâu, đâu có phải video là có phải bắt các anh chị phải 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 nói này nói kia đâu các anh chị. Có hình ảnh thôi, có video thôi. Chụp thì cũng được, nhưng mà nó không có sống động lắm đâu. Nhưng mà người ta cứ ưa xem thôi, được không ạ? Quay cái video đó gửi cho khách là xong. Và những cái khách hàng này các chị chỉ cần gây sự chú ý như vậy là được. Rồi, còn những cái khách hàng mà thực sự là hiện tại là người ta đang do dự đó các anh chị, thì đối với những cái khách hàng mà do dự á, thì để mà các anh chị nhận định được cái khách hàng đấy á, là người ta sẽ có động cơ mua hàng, được không ạ? Có động cơ mua hàng nhưng mà nhiều lý do, luôn lưỡng lự nhưng không dám ra quyết định. Thì đối với những cái khách hàng mà do dự như thế này, các anh chị chỉ cần nói thêm về cái tính năng, về cái sự độc đáo của cái sản phẩm này, về cái lợi ích mà cái khách hàng này khi sử dụng cái sản phẩm đó, để làm sao họ có thể là gì ra quyết định. Còn nếu như mà khi mà các anh chị đưa ra cho họ rất là nhiều cái gọi là cái lợi ích cho chính bản thân của họ rồi mà lúc này họ vẫn chưa có dám ra quyết định, thì các anh chị sẽ là một trong những cái người quyết đoán và ra quyết định cho họ luôn. Và cái quá trình mà các anh chị ra quyết đoán, cái gọi là quyết đoán cho cái khách hàng này á, thì lúc này các anh chị sẽ có là hai chọn một giúp cho Vân, được không ạ? Những cái khách hàng do dự là các anh chị sẽ cho người ta hai sự lựa chọn. Một là combo 1, chị lấy combo 1 hay chị lấy combo 2. Combo 1 á thì hiện tại nó đang có chương trình khuyến mãi. Combo 2 đó là gì? Nó sẽ qua cái ngày này sẽ có combo 2, là mình lấy cái sản phẩm này nhưng mà mình không có cái chương trình khuyến mãi. Bắt đầu tính toán tiếp cho người ta các anh chị, phân tích tính toán tiếp cho người ta, và lúc đó thì là mình sẽ quyết định thôi bây giờ lấy cái này đi chị này, chứ ngày mai mà chị lấy cái combo này nó sẽ không có chương trình khuyến mãi đâu, kiểu như vậy. Là các anh chị sẽ có là gì, hai chọn một cho khách hàng, được cho các anh chị ha. Thì đây là một trong những cái 11 lý do, 11 gọi là 11 cách để mà các anh chị có thể nhận dạng được cái khách hàng của mình trong cái quá trình
mà các anh chị tiếp cận, các anh chị đi bán hàng cho khách hàng của mình các anh chị nha. Thì đây là một 11 lý do. Vậy thì như vậy thì trong cái quá trình mà chia sẻ cho các anh chị rồi thì các anh chị nhớ quay ngược lại cái lịch học nha. Ở đây BDB Phú Thái rất là gọi là chỉnh chu để mà ra được một cái lịch trình này cho các anh chị, để các anh chị có thể là theo các cái lịch trình này để các anh chị có những cái kiến thức, những cái kỹ năng và các anh chị tự tin trong cái quá trình là các anh chị đi bán hàng. Cho dù các anh chị đang là amateur, các anh chị chưa biết gì hết và các anh chị cũng có thể vào trong này các anh chị học kiến thức, kỹ năng và các anh chị có thể bán được hàng. Thì buổi 1 là các anh chị đã biết rồi ha, lựa chọn sản phẩm phễu, buổi 2 là buổi cua vân và buổi 3 đó là đọc vị khách hàng diễn ra vào ngày 15 tháng 8. Được không ạ? Buổi 4 đó là gì? Xây dựng thương hiệu. Gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Được chưa các anh chị? Sẽ diễn ra là ngày 17 tháng 8. Còn buổi 5 đó là xây dựng kênh TikTok cho người mới bắt đầu. Được chưa các anh chị? Rồi buổi 6 thì bí quyết tạo nên kênh TikTok triệu view. Đấy, đây là một trong những cái chương trình rất là xịn. Và các cái sản phẩm của Phú Thái thì nó gồm có hết ở trên này các anh chị nha. Đầy đủ hết trên này. Các anh chị có thể là show ra ở trên cái app của mình để mà mình có thể lĩnh được các cái sản phẩm của nhà BV Phú Thái. Và tất cả những cái nội dung trong ngày hôm nay có nghĩa là nó cũng sẽ quyết định cho cái sự thành công của các anh chị. Đó là gì? Thái độ quyết định tất cả các anh chị ha. Và chúc toàn thể tất cả các anh chị đó là gì? Thành công trong cái lĩnh vực mà các anh chị đã lựa chọn cái sản phẩm của nhà BDB Phú Thái các anh chị. Rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và hôm nay thì cũng khá trễ. Các anh chị thấy có tuyệt vời các anh chị? Các anh chị thấy tuyệt vời hãy thả bông thả tim, cảm ơn mentor Hải Vân của chúng ta nhé. Trước giờ chúng ta sẽ không có hình dung được là có nhiều dạng khách hàng đến như vậy đúng không ạ? Em thì trước giờ em biết có 10 thôi mà hôm nay là được học tới 11 các anh chị. Rất là tuyệt vời. Thì các anh chị ơi, mình sau cái phần chia sẻ của mentor á thì chúng ta có cái câu hỏi nào không ạ? Các anh chị có thể giơ tay lên để hỏi trực tiếp luôn ạ. Đây là cái cơ hội để các anh chị giải đáp thắc mắc nhé. Chúng ta có thể giơ tay lên để ban tổ chức spotlight mình lên, hoặc là các anh chị nếu không tiện giơ tay thì chúng ta có thể hỏi trên khung chat ạ. Em thấy có cái câu hỏi của chị Dung á, để không biết là có chị Dung ở trong phòng, có chị Dung ở trong phòng Zoom không? Nếu như có chị Dung ở trong phòng Zoom á thì spotlight chị Dung lên giùm em trao đổi với chị Dung tí. Có chị Dung. Có chị Dung trong này không? Em thấy có câu hỏi của chị Dung. Có một chị đang giơ tay nữa ạ. Ưu tiên cho chị Dung trước đi, tại vì em thấy cái câu hỏi của chị Dung. Dạ có em nè. Dạ, spotlight chị Dung lên giùm em tí. Rồi, ok để em. Rồi em thấy chị Dung rồi. Mở cam ra giùm em với chị Dung ạ. Rồi chị Dung hồi nãy hỏi gì về da đó chị Dung? Dạ da của em bây giờ nó đang sạm nám ấy. Thực ra thì em cũng biết về cái glutathione người ấy. Nhưng mà em đang muốn là mình dùng cái sản phẩm gì để cho nó ổn định, mà em đang muốn trải nghiệm thực tế trên cái sản phẩm của mình thì em mới dám đi tư vấn nhiều. Thực ra là cái da của chị Dung á là mình bị sạm nám nó bị lâu chứ chị Dung? Em mới khoảng 6-7 tháng nay thôi. Sau 7 tháng năm là có nghĩa là giai đoạn là mình sau là sinh hay là như thế nào? Em sau sinh. Nhưng mà thực ra con nhà em thì nó cũng lớn rồi. Em mới khoảng 6 tháng nay thì bắt đầu em thấy nó bắt đầu nó lên cái vầng này, bắt đầu nó đậm hơn nhiều này. Cái nám của chị là hiện tại cái nám của chị là đang là cánh bướm. Nám của chị là cánh bướm mà mới con của chị là hiện tại là đang được mấy tuổi rồi? Bạn ấy được 6 tuổi rồi. Thật ra là cái nám á, nó cũng sẽ là hình thành ở bên trong đó chị. Nó sẽ bị hình thành ở bên trong. Và cái giai đoạn này là chị Dung chắc cũng là ba mấy rồi nhờ? Em 45 rồi. Đó. Ở cái lứa tuổi 45 này á thì không biết là chị hiện tại là mình có đang dùng thuốc kháng sinh hay là mình có dùng thuốc tránh thai nữa hay không nè? Không, mình không dùng cái gì đâu. Thuốc kháng sinh là không. Tránh thai là cũng không. Thì ở cái giai đoạn này đó là nội tiết tấu của mình nó đang bắt đầu cái hormone và cái nội tiết tấu của mình nó đang thay đổi mạnh, thì từ đó nó cũng sẽ là đẩy lên làm cho cái da của mình nó bị sạm nám. Thì ở cái giai đoạn này á, thì chị có thể là bổ sung giúp cho em, đó là cái sản phẩm nội tiết tố, được không ạ? Nội tiết tố nó có nghĩa là lúc này cái estrogen của mình nó cũng sẽ bị giảm sút á, thì mình dùng vô để cho nó cân bằng lại, bởi vì nó bị thất thoát quá nhiều ấy.
nên là mình dùng cái cân bằng lại. Đầu tiên là nó sẽ bổ trợ cho chị, việc đầu tiên đó là cấp ẩm. Mà khi mà da của mình nó cấp ẩm mà nó đủ ẩm rồi á thì da của mình nó sẽ khỏe lên, thì nó bắt đầu là nó sẽ cũng hạn chế được cái vấn đề là nám. Nhưng mà chị kết hợp, chị sử dụng thêm cho em đó là cái Relief YC. Không biết là chị có vấn đề về dạ dày không? Em thì ngày xưa em bị đấy, nhưng bây giờ lâu lắm thì em không bị rồi. Từ ngày xưa À. em dùng enzyme mấy năm nay em không bị lại rồi. Vậy thì bây giờ là có hai sản phẩm của nhà BDB Phú Thái chị cần phải dùng. Đó là gì? Relief YC với lại cái sản phẩm là Ebosop. Em xem. Đối với Ebosop là một ngày chị dùng 2 viên giúp cho em. Được chưa Dạ. nào? Một ngày 2 viên. Còn Relief YC á, thì giờ chị có thể sử dụng cho em là 1 ngày 1 viên. Một ngày một Dạ. viên. Dạ. Một ngày 1 viên mà chị uống sau ăn, để cho nó đảm bảo, bởi vì em không biết là dạ dày của chị như thế nào, nhưng mà chị nên uống uống sau, bởi vì là cái da mà nó bị nám á, thì nó cũng cần có thêm cái thành phần của vitamin C để nó có thể là nó tăng sinh cái collagen ở dưới da của chị. Thứ nhất là cái, thứ hai đó là cái glutathione á, là nó cũng sẽ là một trong những cái hỗ trợ nữa, đó là gì, nó sẽ thanh lọc và nó đào thải độc tố gan của chị. Mà khi gan của mình nó sẽ khỏe, nó khi mà gan của mình nó khỏe thì lúc đó là cái da của mình nó cũng sẽ sáng lên. Tuy nhiên trong cái quá trình mà chị sử dụng cái sản phẩm này thì nó cũng sẽ có một vài cái biểu hiện nó sẽ xảy ra, nhưng mà cái này thì em có thể chia sẻ và em có thể nói trước. Có thể là lúc cái giai đoạn đầu á là da của mình nó sẽ hơi sậm màu một tí xíu, bởi vì là lúc đó nó sẽ được thanh lọc thì nó sẽ hơi sậm màu, nên là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi, nó không có ảnh hưởng gì cả ấy. Thì chị cứ dùng cái liệu trình đó dùng cho em, Dùng xong trong cái tháng bây giờ là mình sẽ dùng thăm dò trong tầm cỡ khoảng là 1 tuần cho đến 10 ngày đã. Mình xem thử là tình trạng da của mình như thế nào đã. Rồi lúc đó thì mình mới có được một cái liệu trình nó chính xác hơn cho cái làn da của mình. Bởi vì mình phải xem thăm dò cơ thể của mình được. vâng Ok chị nha. vâng vâng em cảm ơn ạ. Dạ, với lại dưỡng ẩm thì chị cũng cần phải chăm sóc ở phía bên ngoài á. Thực ra là cái uống là mình đã chăm sóc vào 80% ở bên trong rồi, và nó cần phải có 20% ở phía bên ngoài, là cần chị phải dưỡng ẩm đầy đủ nó mỗi ngày, là một cái. Thứ hai đó là chống nắng thì không bao giờ thể thiếu nữa, nên là phải có hai cái thứ đó nó sẽ kết hợp. Chứ còn nếu như ví dụ như bây giờ em nói chị là chị uống từ bên trong nó ra rồi, ok, nó đã giải quyết được cho mình rồi, nhưng mà mình đi ra ngoài là nắng này, gió này, bụi này, nó tát vào xong nó làm ảnh hưởng cái da của mình nữa, mà mình không được bảo vệ phía bên ngoài thì nó cũng sẽ không có phát huy cái tác dụng cho mình đạt được cái hiệu quả 100%. Vâng. Dạ. Bây giờ công ty mình có sản phẩm chống nắng này dùng luôn. Có đó chị, nhưng mà trên cái sản phẩm của nhà BD Phú Thái thì họ không có đi riêng về cái dòng mỹ phẩm, nên là mình có thể lựa chọn cái dòng khác, ví dụ như là Sen Fusion C hoặc là New Land, thì chị có thể là lựa chọn hai cái dòng đó để mình đi. Tại vì da của chị cũng không phải thuộc dạng là da da của chị không phải là thuộc dạng da dầu đâu, da của chị thuộc dạng da khô đó. Em ra khung. Dạ, da chị da khô, mà da khô nó lại càng nhanh yếu, và da khô thì càng nhanh lão hóa. Da khô thì lại càng nhanh nhanh gọi là nhanh, da nó rất là nhanh nhanh lắm luôn. Nên Nhưng chính mà vì đúng là đợt này em thấy nó xuống mã nhanh thật, mà 6-7 xuống tháng mà này. bây giờ em nói chị xuống mà bây giờ không chăm á là xuống nữa. Vâng. Xuống không phanh luôn. Xuống không phanh luôn á, lúc đó đổ tiền ra cũng không cứu được đâu. Dạ. Vâng, em cảm ơn nhé. Ok. Em hiện có khách thì sao nhỉ, mẹ em lấy hàng. Dạ rồi ok chị. Còn anh chị nào có câu Đấy hỏi nữa nhóm không đã nhờ? nhé. À, Chị gọi nhé. em thấy ở trong khung chat ạ. À, Dạ. có một câu hỏi là em cũng đang dùng kem bôi trị nám kết hợp với uống Relief White và Eposop. Em không dùng thuốc tránh thai hàng ngày là không thấy ra kinh luôn. Không biết em cần dùng như thế nào là tốt nhất ạ? À, câu hỏi này của chị Nguyễn Thị Hà. Ừ, chị Giống em Hà cũng ơi, như cho chị Hà cho em hỏi rằng là hiện tại là mình có đang bị stress không? Đang bị, nếu như mà bị stress á, thì nó cũng sẽ không có ra được kinh nguyệt của mình đâu á. Nếu như mà mình đang có vấn đề stress, không biết là có chị Hà trên này không, mình trao đổi lên cũng được mà. chị Hà, mình có thể giơ tay không chị Hà? Tại vì chị ấy, à em không bị stress ạ. À, em đang mở cam được. À, chị Hà là không có bị stress Nám mà này chị bị lâu chưa chị Hà ơi? Chị Hà bị nám này bị lâu chưa? bị lâu rồi chị ạ. Ừ. Với lại gần đây thì chị có đi khám phụ khoa không?
nám có cả tàn nhang. Với lại trước đó là nếu như mà bôi sản phẩm trị nám thì mình hiện tại là mình đang bôi cái sản phẩm gì? Em cũng đang dùng kem bôi trị nám kết hợp với Relief White và Eposop. Nhưng mà em đang thắc mắc là chị đang bôi cái sản phẩm trị nám á, là bôi cái đó là nó là thuộc cái nhãn hiệu gì á. Nên là em muốn là trao đổi trực tiếp là ở ở trên này nè, là nó sẽ dễ hơn, chứ còn giờ nhắn hỏi xong là cứ nhắn từng câu á thì nó sẽ bị lâu á, bị lâu mà mình không có trả lời được á. Em không đi khám khám phụ khoa. Bây giờ là cái việc đầu tiên á là chị sẽ đi khám phụ khoa giùm chị em, là một, tại vì cái nám này lâu, xong sau đó là nó rối loạn luôn cả kinh nguyệt, mà kinh nguyệt nó không có ra là rất là nguy hiểm, bởi vì cái đó nó là độc, được không ạ? Nó là độc mà mình không có xử lý, không có giải quyết nó ra thì cái độc đó nó sẽ quay ngược trở lại, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái nội tiết tố của mình, ảnh hưởng đến cái làn da của mình, và đặc biệt đó là nám nặng hơn, nếu như cái máu đó nó sẽ không đẩy ra ngoài được. Nên chính vì như vậy thì bây giờ việc đầu tiên của mình nó sẽ đi khám là phụ khoa trước, được chưa nào? Sau khi khám phụ khoa xong mà phụ khoa có vấn đề thì quay ngược trở lại, đó là mình cần phải sử dụng cả thuốc điều trị của bác sĩ nha, cả thuốc điều trị của bác sĩ. À, rồi xong sau đó là cái nguồn nước, mình phải xem lại cái nguồn nước của mình nữa, cái nguồn nước để mà mình bị mất tiếng là cả nhà có nghe không? Em thấy chị Lê Linh đang nói rằng mất tiếng này, chị Lan Anh có nghe không? Vẫn nghe đúng không nào? Rồi Có nghe chị ạ. rồi vậy thì bây giờ là mình sẽ xem thử lại cái nguồn nước của nhà mình nữa cơ, kiểm tra lại cái nguồn nước, nếu như cái nguồn nước của mình nó cũng bị ảnh hưởng á thì các anh chị biết được rằng là khi mà cái nội tiết tố của mình nó có vấn đề, mà cái nguồn nước của mình nó bị nhiễm phèn, nhiễm sắt và nhiễm rất là nhiều cái thứ khác tạp chất mà mình rửa mà mình không kiểm soát được, thì nó vô vô hình chung đó là gì, nó làm cho cái nội tiết tố của mình nó bị ảnh hưởng hơn, rồi chưa nào? Nên là phải kiểm tra lại nguồn nước của gia đình nhà mình, rồi xong sau đó đi khám phụ khoa. Sau khi khám phụ khoa xong á thì cần phải uống thuốc kháng sinh của bác sĩ, phải xử lý bằng thuốc kháng sinh. Nhưng trong quá trình mà uống thuốc kháng sinh thì chắc chắn là gan nó cũng sẽ có vấn đề. À, và sau khi mà dùng thuốc kháng sinh xong á, mình phải xem thử rằng mình có khí hư hay không nữa cơ. Mình có khí hư, có khí hôi và nó có bất thường không nữa. Mình phải kiểm tra lại. Tại vì nó đã rối loạn kinh nguyệt, mà kinh nguyệt nó không ra là nó đã có vấn đề rồi. Chứ không phải không có vấn đề. Không có cái kiểu gì mà nó phải tắc như vậy được. À, sau đó thì mình có thể kết hợp giúp cho em, đó là gì? Sử dụng cho em một á, là cái này là các anh chị uống kết hợp nha. Các anh chị có thể là uống cho em cái Beacon kết hợp với Relief, được chưa nào? Đó là nó sẽ thanh lọc. Đầu tiên là mình sẽ đi cái đó là thanh lọc, tại vì Beacon Kinasegol thì nó sẽ đi lòng mạch, rồi còn cái Relief YC thì nó sẽ hỗ trợ gan, được chưa nào? Thì hai anh chàng đó nó sẽ dẫn nhau và nó đẩy độc tố ra, được chưa? Rồi kết hợp với Eposop. Eposop thì mục đích tâm điểm của nó là gì? Tập trung vào nội tiết tố. Đó, nên là bây giờ việc của mình đó là phải khám, chứ không có phải là lơ tơ mơ để như vậy được đâu, để sau này mình ảnh hưởng á. Kiểm tra phụ khoa, điều trị theo phác đồ bác sĩ, kiểm tra nguồn nước, đúng rồi đó chị, đúng rồi, chính xác. Thì về liệu trình dùng á, là chị cứ dùng cho em mỗi thứ 1 viên thời gian đầu, trong vòng tầm cỡ khoảng 1 tuần cho đến 10 ngày, kiểm tra sức khỏe xem thử rằng là sức khỏe của mình như thế nào. Có thể sử dụng luôn cả thuốc điều trị và thực phẩm chức năng, nhưng mà nên lưu ý giúp cho em là uống cách nhau hai thứ đó ra trong vòng từ 1 tiếng cho đến là 2 tiếng đồng hồ. Nếu như đã sử dụng thuốc thì 2 tiếng sau thì mình bắt đầu sử dụng thực phẩm chức năng, được chưa? À, mình không có dùng hai thứ đó chung với nhau, và thời gian đầu là cứ dùng cho em 1 viên trong vòng tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày, sau đó là mình bắt đầu mình xem thử sức khỏe mình như thế nào, thì lúc đó mình tăng liều lên. Thực ra là đối với thực phẩm á, khi mà mình tăng liều lên nó giống như là một trong những cái loại thuốc đó là hỗ trợ điều trị bệnh cho mình, được chưa nào? Rồi, cảm ơn mentor rất là nhiều nhé. Chị đã hài lòng với câu trả lời của mentor chị ạ. Em đang thấy trong có một chị đang ngô đang giơ tay, em sẽ mời chị đang ngô nhé. Chị đang ngô mở được tiếng chị ạ. Dạ, được hai cô. À, chào cô. Chào cô Vân. Có Dạ. cái câu hỏi như thế này nè, nhờ cô Vân giúp giùm mày. Có một khách hàng đó, họ bị nám nám hai bên đây nè.
Dạ. Cô có 48 tuổi rồi mà điều trị da mấy tháng nay rồi mà không có khỏi. Rồi cái mình mới tư vấn cho cổ xài cái Biken AS21 á. Thì cổ mua rồi, cái cổ mới về quê ở ngoài Quy Nhơn á. Thì có người chị dâu bán thuốc tây, không biết nói làm sao đó. Bây giờ cổ không có xài. Cổ không dùng. Nói chung thì hộp thuốc nó cũng chưa có khui hộp ra nữa. Thì mình có gửi tài liệu đồ đầy đủ cho cổ, mình động viên cổ uống dữ lắm, nhưng mà cổ nói để từ từ đi. À, cái đó là nám nó phải do nội tiết không cô Vân? 48 tuổi. Nám bây giờ nó cũng có nhiều nám lắm. Bây giờ mình phải xem thử là nếu như tại vì nó có nhiều nám này, ví dụ như là nám mà nó liên quan đến vấn đề về gan á, thì đa phần nó sẽ tập trung ở ở khu vực này nhiều này. À, nám mà nám cánh bướm á, nám cánh bướm á, thì đa phần nó cũng sẽ liên quan đến là gan và nội tiết tố. Còn nếu như mà nám mà nám chân đinh á, nám chân đinh nó là do là một số cái tế bào của họ đa phần họ bị tổn thương rồi, họ bị ảnh hưởng rồi, thì lúc đó nó bắt đầu nó sẽ xuất hiện lên cái nám chân đinh. Cái nám chân đinh là một trong những cái nám rất là sâu và nó khó điều trị. Nó cần phải đó là gì, thay đổi từ từ cái việc mà ăn uống này, ngủ nghỉ này, nói chung là cái lối sống và cái sinh hoạt của mình nó cũng phải thay đổi luôn. Thì đối với cái nám chân đinh nó không có thể nào mà gọi là 1 năm hay 2 năm mà có thể là xử lý ngay lập tức được. Nám chân đinh là cần phải phải thời gian dài. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà chị phân tích như vậy thì em nghĩ rằng cái nám đó nó không phải là nám chân đinh đâu. Đó, nám đó nó thuộc cái dạng là nám mảng. Dạ, nám đó thuộc cái dạng là nám mảng. Thì mình ở đây là mình cũng sẽ cần hai cái sự là phối hợp. Đó là phối hợp ở phía bên trong và cái phối hợp ở phía bên ngoài. Và cái quan trọng đó là vẫn là chất lượng giấc ngủ của họ nữa. Chất lượng giấc ngủ của họ mà nó không tốt á, thì gọi là để hỗ trợ điều trị nám á, mà cái chất lượng giấc ngủ không có ok thì là nó sẽ không có giải quyết được cái vấn đề là cái vấn đề nám của họ được. Nên chính vì như vậy thì cần phải là nếu như mà họ đang stress, họ bị mất ngủ thì phải xem thử lại đó là gì, thần kinh của họ có ổn hay không nữa cơ. Xong sau đó là mình phải giải quyết từ từ, phải giải quyết từ từng thứ một. Nếu như giấc ngủ mà không trọn vẹn, giấc ngủ không sâu thì phải quay vô để hỗ trợ cái sản phẩm hỗ trợ cho cái giấc ngủ sâu cái đã. Sau khi mà cái giấc ngủ sâu nó đã cải thiện đi được 1 đến 2 phần cái trên cái làn da của họ rồi, da của họ bắt đầu sáng lên rồi, thì đến cái phần tiếp theo đó là mình sẽ xem thử tiếp tục đó, thì mình sẽ xem thử rằng là vấn đề về nội tiết tố của họ có vấn đề hay không. Mình kiểm tra vấn đề về nội tiết tố. Nếu như vấn đề về nội tiết tố mà có thì lại tiếp tục sử dụng cái AS21 vô. Nếu như mà đã mua rồi thì vẫn phải cho người ta sử dụng cái sản phẩm đó. Nhưng đối với Relief YC thì mình vẫn phải cho khách hàng dùng. Và đối với những cái khách hàng này á, thì người ta sẽ có liệu trình từ 3 cho đến 6 tháng nha. Không có thể nào dùng được ngày 1, ngày 2 đâu. Và kiểm tra lại xem thử là khách hàng này có vấn đề về dạ dày hay không. Nếu có vấn đề về dạ dày thì cho dùng cái Relief Y thôi. Không có cần phải cho dùng cái Relief YC. Sợ là người ta có vấn đề về dạ dày, người ta không có tiếp nhận được cái vitamin C. Đó, nên là cho người ta dùng Relief Y. Thì mình sẽ xem thử được rằng là nếu như cái khách hàng này hiện tại họ đang bị như vậy á, thì vẫn cho dùng cái liều là liều thấp cái đã, để cho làm quen với cơ thể đã. Cứ thực phẩm mà mình muốn an toàn, mình không có mình không để nhiều cái vấn đề mà khách hàng họ réo mình liên tục á, thì các anh chị cứ cho họ dùng cái liều thấp nhất có thể trong tầm khoảng là thời gian đầu thăm dò. Mình cứ báo với khách hàng đó là gì, em sẽ cho chị dùng liều thăm dò xem thử sức khỏe của chị như thế nào, coi thử ra làm sao. Mà nếu như mà khách hàng họ dùng tuần đầu á mà sức khỏe của họ đang có vấn đề thì mình phải giảm liều xuống. Bởi vì dạng giống như là cơ thể của họ tiếp nhận chưa quen, cũng giống như là lâu rồi các anh chị không ăn hải sản đi. Được không ạ? Các anh chị không ăn hải sản, lâu lâu các anh chị ăn vô một trận thì sao? Đào tháo giấy là chuyện bình thường. Đó là một trong những cái phản ứng của cái cơ thể của mình thôi. Chứ còn thực phẩm này thì nó không có phải thuốc. Nếu mà thuốc thì tất cả những cái anh chị ở trong này chắc chắn là chúng ta không thể đi bán thực phẩm chức năng và đi bán bừa được. Được không nào? Ở đây đó là thực phẩm bổ sung thôi. Vậy thì đối với những cái thực phẩm mà bổ sung thời gian đầu mà thấp thì dùng liều thăm dò. Còn nếu như mà tăng liều là coi như là liều điều trị rồi. Và xem thử là tốc độ tình trạng của khách hàng là người ta đang ở đâu, đang như thế nào, thì mình có thể là tăng liều phù hợp cho họ. Có thể là cái lúc mà chẳng hạn giống như là em có những cái khách hàng á,
Một tuần đầu tiên á, em cho người ta sử dụng là cái sản phẩm Reliquary, một viên người ta không có vấn đề gì hết. Nhưng sau đó bắt đầu là em tăng lên. Em tăng lên thì đối với cái việc mà em tăng lên một ngày là 2 viên, do là cái khách hàng này hiện tại là do người ta bị nám nặng, nên em cho dùng là 2 viên trong vòng 10 ngày để em giảm xuống á. Để em cho dùng 10 ngày xong em giảm xuống á. Thì cái khách hàng là sau khi em cho dùng 2 viên á, thì là người ta có một số cái phản ứng, đó là gì, xì mụn ra nhiều hơn, bởi vì độc tố nó quá nhiều, giống như là cái nguyên vật liệu nó đi sâu vào bên trong quá nhanh á, thì cái kiểu cơ thể của họ nó phản ứng nó chưa kịp á, thì lúc này bắt đầu em giảm liều xuống, là thay vì một viên giống như đợt trước là người ta không có vấn đề gì, thì bây giờ là em cho dùng thêm 1,5 viên, em coi thử như thế nào. Từ 2 viên em giảm xuống 1,5 viên, thì sau như khi mà dùng sản phẩm mà 1,5 viên á, mà nó ok được rồi, thì bắt đầu là em tiếp tục tăng lên 2 viên, mà lúc mà tăng lên 2 viên lại không có vấn đề đó, nên là mình cần phải từ 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 để cho cái cơ thể của họ có thể tiếp nhận được. Đúng ạ. Dạ, với lại kết hợp á, đối với những cái da nám á, là không thể nào quên cái việc đó là bôi chống nắng được. Mà da đã nám thì da rất là yếu. Mà yếu mà cứ để phơi phơi như vậy thì da nó lại càng nám nặng hơn. Nên là cái ca nám á, có khả năng là một ngày người ta có thể bôi chống nắng từ 3 cho đến 4 lần. Người ta phải bổ chống nắng liên tục. Chứ không có phải là khỏe, da khỏe là người ta chủ quan đâu. Mà bôi chống nắng, nhưng mà bôi chống nắng thì không có phải là bôi trực tiếp trên da, mà phải thông qua cái lớp đó là gì, lớp kem dưỡng ở phía bên trong rồi, để bảo vệ da bên trong rồi, xong sau đó mới phủ lớp lớp chống nắng ở phía bên ngoài. Và đối với những cái ca nám đó là gì, hạn chế che khuyết điểm, bởi vì người ta càng nám là người ta càng hay dậm phấn lên, mà càng dậm phấn lên thì làm cho da của người ta lão hóa nhanh, nên những cái khách đó thì mình cũng hạn chế, lúc nào đi tiệc, đi đi đại tiệc gì đó thì mình mới mới trang điểm thôi, chứ còn bình thường cứ để thoáng đi cho da của mình nó khỏe, cứ tắp chống nắng lên là được nha cô. Như bình thường thì nếu mà không đi trang điểm thì cũng phải có một lớp kem dưỡng nhẹ mới là tới chống nắng hả cô Trần? Đúng rồi, phải có dưỡng nhẹ bên trong, mà dưỡng thì mình sẽ đi theo một cái lộ trình là rửa mặt, nước hoa hồng, dưỡng và chống nắng, có 4 bước cơ bản nhất. Còn nếu như mà có thêm cái bước mà điều trị nám, có serum để hỗ trợ nám, thì cần phải cho cái lớp serum sau cái lớp mà gọi là nước hoa hồng, xong sau đó đến kem dưỡng rồi đến chống nắng, là 5 bước. Ừ, đây là phải đi theo cái lộ trình như vậy thì da của mình nó mới nhanh khỏe được, mà khi mà da khỏe rồi thì cái tình trạng mà sạm nám của mình nó sẽ cũng được, sẽ cải thiện rất là cao rồi. Ok cô ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Ok Rồi, các hai cô nhà mình ha. đang còn có thắc mắc á, anh chị nào có thắc mắc thì các anh chị join vào group thêm nha, để mình được hỗ trợ từ nhà phát triển sản phẩm nha các anh chị. Dạ. Thì có câu hỏi của Lê Hoạt ạ. Câu này thì em nhờ bên VDB nhé. Em dùng tránh thai 1 tháng 1 viên. Nếu vẫn dùng thì uống nội tiết tố vào có tác dụng hay không ạ? Câu này không biết mentor trả lời được không hay em nhờ bên bên PDB ha. À, chị nhờ BDB giùm em với. Anh Thắng này. Không biết Thắng có ở đây không, đi đâu rồi. Anh Chị Thắng đi đọc đâu lại rồi câu ta? hỏi giùm em đi. Chị đọc lại câu hỏi giùm em đi. Em dùng tránh thai 1 tháng 1 viên, tức là tháng 1 viên, nếu vẫn dùng thì uống nội tiết tố như có vào có tác dụng gì, có tác dụng không? À, đang dùng tránh thai đúng không? Tránh thai mà không phải là ngày nào cũng uống, mà uống 1 tháng 1 viên cái loại đó đó. Đối với thuốc tránh thai, á, thì hiện tại là nếu như là 1 tháng mà mình dùng 1 viên á, thì thật ra là nó cũng sẽ, thật ra là tất cả các loại thuốc tránh thai thì nó đều làm ảnh hưởng đến cái da của mình hết á, chứ không có phải là không. Nhưng mà riêng về cái sản phẩm mà nội tiết tố thì mình vẫn bổ sung bình thường được không ạ? Vẫn bổ sung bình thường được, không ảnh hưởng gì cả, tại vì cái này mình hỗ trợ cho cái vấn đề là nội tiết tố bên trong, nhưng mà thuốc tránh thai thì nó chỉ có liên quan đến buồng trứng thôi mà, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu, nên là cái việc mà mình bổ sung nội tiết tố thì mình vẫn bổ sung như thường, không có ảnh hưởng gì hết, vẫn dùng được, bôi nội tiết tố ngoài da. Da khô thì da khô Evosoft thì chị có thể cấp cấp thêm cung cấp thêm Evosoft.
Dùng cái Evosoft vô để cho nó cấp ẩm được cái làn da của mình á. Tại vì nhưng mà các anh chị, những cái anh chị nào mà trước giờ mà hiện tại mà da của mình nó đang hồi giờ nó đang khô, xong sau đó nó cấp đủ ẩm á, mà hoặc là nó có tiết ra dầu nhiều hơn á, thì cái đó nó cũng là bình thường thôi. Nhưng mà sau khi mà các anh chị dùng một thời gian nó cân bằng lại. Thời gian đầu các anh chị dùng á là nó sẽ tiết dầu lên, nó hơi ẩm trên da của mình, mà khi mà nó đủ lượng rồi nó cân bằng được á là nó sẽ không có bị nó không có bị đổ ẩm đổ dầu lên nữa, được không ạ? Nên là chị Hoạt vẫn yên tâm nha, mình sử dụng được cái Evosoft bình thường. Dạ. Chị ấy đang uống X21, X21. À, AS21 đang uống Đang dùng AS21 rồi thì mình X21. Nội đang đang tiết AS21 thì mình vẫn đang uống bình thường thôi, không ảnh hưởng gì đâu. nội tiết bôi và bôi nội tiết nữa, và thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Còn câu hỏi nữa ạ, là nếu mà em bé chưa đủ tuổi, chưa đủ 1 tuổi thì mình có dùng được Eposoft không ạ? Sao chị? Em có em bé đang nuôi em bé mà chưa được 1 tuổi á, thì mình có dùng được cái Eposoft không ạ? Em bé đang đang 1 tuổi à? Tức là mình sinh em bé, mới sinh em bé mà em bé chưa được 1 tuổi, tức là đang bé bà mẹ bỉm sữa đang nuôi con mà dưới 1 tuổi đó. Em nghĩ ở cái giai đoạn này á, thì ví dụ như mình đang cho em bé bú á, thì mình vẫn sử dụng bình thường được á. Nhưng mà ở đây á, thì các anh chị cứ lưu ý giúp cho em là bổ sung cứ mỗi một ngày 1 viên bình thường thôi, tại vì cái này nó cũng từ hoa anh thảo thì mình vẫn dùng nó bình thường được chứ cũng không có ảnh hưởng gì. Hoặc là mình có thể kết hợp mà mình uống thêm đạm nữa nha, mình kết hợp mình uống thêm đạm ở trong cái giai đoạn này nữa để có thể là nó bổ sung thêm cái lượng đạm cho con, hoặc là omega 3 ở trong cái giai đoạn này. Ngoài cái việc mà mình bổ sung Evosoft ra thì mình bổ sung thêm đạm và omega 3 thêm cho em nữa. Tại vì giai đoạn mà khi mà em sinh xong á, em sinh xong thì em vẫn có sử dụng cái sản phẩm là nội tiết tố, bởi vì nó cũng thay đổi dữ lắm các anh chị. Không thay đổi nó làm cho cái cơ thể của mình nó cũng khác. Thì sau đó thì em có kết hợp là em sử dụng thêm thêm cả omega 3 và cả cả lượng đạm trong này, thì cái da của mình nó sẽ cấp ẩm lên rất rất là nhanh luôn. Nên là ở cái giai đoạn này á, anh chị sau khi mà mình sinh xong á, thì mình cố gắng đó là mình dưỡng da nha, chứ không có phải là bỏ bê đâu. Chứ đừng có sợ là nó ngấm qua mao mạch da rồi sợ con bú này kia, không có các anh chị. Không có điều đó, không có chuyện đó xảy ra đâu. Nên là các anh chị vẫn phải là dưỡng da cho mình bình thường nha. Đó là nếu như mà cái câu nói mà kêu là đang đang vừa mới sinh xong thì mình không cần phải dưỡng da, da của mình đang non. Thực ra là non là rất là yếu các anh chị. Da đang non là da rất là yếu thì cần phải cấp ẩm vô, cần phải làm cho da khỏe lên, chứ không có sinh xong á mà không cấp ẩm không dưỡng lên á thì sau này da ra ngoài nó sẽ nám hơn nữa, bởi vì da không có được khỏe, đúng không ạ? Rồi. Dạ rồi, cảm ơn mentor rất là nhiều. Các anh chị ơi, các anh chị còn những cách